Minh Vương và 7 chị gái cực phẩm, Lục Vân. Tập 9. Vợ chồng họ Diệp cuối cùng vẫn quyết định đưa Diệp Khuynh Thành về. Lục Vân không hốt hoảng chút nào. Bởi vì hắn vừa nói rằng mình sẽ tạo cho chị Khuynh Thành một bất ngờ lớn thì tuyệt đối không phải nói cho có, sự bất ngờ đó sẽ đủ để khiến Diệp gia chấn động. Ngày này cũng sẽ đến sớm thôi. Diệp Khuynh Thành cũng vì nghe lời cam đoan thề thốt chắc chắn đó của hắn nên mới đồng ý bề Diệp ra đợi hắn. Sau khi ba người họ rời đi, Thẩm Kim Hoa mới đầy bất bình mà bênh vực nói. Lục Thần Y à, vợ chồng Diệp Hướng Vinh đúng là có mắt như mù vậy, đến Lục Thần Y cậu mà cũng coi thường khinh rẻ. Sau này nhất định bọn họ phải hối hận, Lục Vân đầy chất vấn so đo mà liếc ông ta nói. Không hiểu sao tôi lại nghe ra được sự vui thích từ trong giọng nói của ông nhỉ. Không thể nào, Lục Thần Y đừng đổ oan cho tôi. Thôi được rồi, không cần phải giải thích nhiều đâu, nói thật thì tôi cũng chẳng ưa gì hai người bọn họ. Trần Kim Hoa nghe vậy lại càng hưng phấn hơn, ông ta ngay lập tức rèn sắt khi còn nóng mà nói. Đó là do Diệp gia bọn họ có phúc mà không biết hưởng, phải Lục Thần Y à, hiện giờ cậu có rảnh không, tôi muốn giới thiệu một người cho cậu. Ai? Tỉnh trưởng Dương Chấn Nham, ông ấy là bạn thời đại học của tôi, bây giờ đang ở nhà tôi đó. Trước đó, khi Thẩm Kim Hoa nghe bảo Lục Vân bị xảy ra chuyện, ông ta tức tốc lao tới Mã gia như một cơn gió, đồng thời còn gọi cho anh em tốt của mình là Dương Chấn Nham một cuộc để cầu sự trợ giúp. Mặc dù Mã Tam gia là tu võ giả nhưng khi đối mặt với người mang cấp bậc là tỉnh trưởng thì cũng phải nhún nhường vài phần. Bởi cơ cấu quốc gia bên trên cũng có một bộ phận võ minh đang để mắt tới mấy người tu võ giả như bọn họ, cho. Nên mấy người như Mã Tam gia không dám làm gì quá phận. Tỉnh trưởng này cũng coi như một sách lược bảo vệ của Thẩm Kim Hoa. Nhưng sau khi ông ta nhìn thấy Lục Vân bình yên vô sự, Thẩm Kim Hoa mới gọi lại bảo Dương Chấn Nham rằng phiền phức đã được giải quyết xong rồi. Dương Chấn Nham gần đến nơi rồi lại bắt phải quay đầu, cho nên ông ta không đến Mã gia mà quay lại Thẩm gia. Ngồi chờ Thẩm Kim Hoa về uống trà đàm đạo. Tỉnh trưởng sao? Lục Vân nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Đúng lúc hiện giờ tôi cũng không có việc gì làm, vậy nên có thể đi cùng ông về Thẩm gia gặp mặt coi sao. Ok luôn, ba người rất nhanh thì đi ô tô về tới Thẩm gia. Dương Chấn Nham là một người trời sinh có khuôn mặt công chính cương trực, cắt đầu cua, cả người ngồi thẳng tắp ở phòng khách điềm đạm uống trà. Không phải là Dương Chấn Nham đang tự nhiên thái quá. Nghĩ đây là nhà mình, mà là bởi vì ông ta và Thẩm Kim Hoa từ cấp 2 đã là bạn học chung với nhau, cứ thế tới tận đến khi tốt nghiệp đại học thì hai người vẫn dính lấy nhau, không những thế lại có một mối quan hệ vô cùng thân thiết bền chặt. Lần trước Thẩm Kim Hoa bị bệnh nặng, cũng là do một tay Dương Chấn Nham chạy ngược chạy xuôi giúp đỡ ông ta tới lui bệnh viện, mặc dù mọi chuyện cũng chẳng đâu vào với đâu. Lão Dương à! Thẩm Kim Hoa vừa bước qua cửa đã nhìn thấy chỉ có mỗi Dương Chấn Nham ngồi một mình ở đó. Ngay lập tức gương mặt ông trở nên không vui nói. Cái thằng Thẩm Tử Hiên chết bầm này, không phải tôi đã gọi điện cho nó bảo phải tiếp đón cậu cẩn thận rồi sao? Ha ha, không sao đâu, thanh niên chúng nó ấy mà, không ngồi yên một chỗ được là chuyện bình thường. Dương Chấn Nham cười xòa vẻ không để ý, không vấn đề gì. Hừ, chờ tên nhóc đó về tôi phải hỏi tội mới được. Thẩm Kim Hoa tức giận bừng bừng. Dương Chấn Nham lơ đễnh nhìn sang bỗng ánh mắt pha lên người của Lục Vân, ông ta liền cười nói. Lão Thẩm à, cậu bạn nhỏ này là con rể tương lai của cậu à, đúng là phong độ cực kỳ nha, con bé tính nghi này cũng thật biết chọn đấy. Con rể tương lai ư? Lục Vân và Tĩnh Nghi ngay lập tức sửng sốt ngạc nhiên. Nhưng Thẩm Kim Hoa thì lại đỏ cả mặt. Dương Chấn Nham thấy biểu cảm của ba người họ không được tự nhiên lắm thì khó hiểu hỏi. Sao thế? Không phải lão Thẩm cậu nói rằng con rể cậu gặp phải chuyện phiền phức nên mới nhờ tôi đến giúp sao? Khụ, khụ, thấy Dương Chấn Nham vẫn đang tính nói tiếp, Thẩm Kim Hoa ngay lập tức ho lấy ho để, hành động ý muốn ngắt lời ông ấy. Ánh mắt của Dương Chấn Nham hơi lé lên vẻ sáng tỏ sự việc, giờ mới phản ứng lại và nói. Ha ha, tôi hiểu rồi, cậu là đang sợ con bé Tĩnh Nghi nó ngại ấy gì, cháu cũng thật làm quá rồi đó Tĩnh Nghi. Chuyện thường tình vậy có gì mà phải xấu hổ cơ chứ, dù gì sau này mà chả là người một nhà với nhau. Chú Dương à! Thẩm Tĩnh Nghi liếc mắt ra hiệu của Dương Chấn Nham một cái. Chú đừng nghe cha cháu nói linh tinh, cháu và Lục Thần Y chưa là gì cả. Nói xong cô mang gương mặt đỏ ửng của mình đi về phòng,
lúc đi ngang của người Thẩm Kim Hoa còn không quên đạp một cái vào chân ông. Ót! Dương Chấn Nham như bị ngớ cả người. Thẩm Kim Hoa lúng túng cười một cái nói. Con bé kia cũng y như thằng em nó vậy, càng lớn càng láo lếu. Ha ha, lão Dương à, tôi xin giới thiệu cho cậu một người, đây chính là Lục Thần Y, bệnh lần trước của tôi cũng là nhờ Lục Thần Y chữa cho mới khỏi đó. Thì ra cậu ấy chính là Lục Thần Y mà cậu luôn nhắc sao? Dương Chấn Nham mở to hai mắt, cái biểu cảm giống như đã từng nghe về sự tích của Lục Vân thông qua Thẩm Kim Hoa rồi, trong lòng kinh ngạc không thôi. Lục Thần Y thực sự là tuổi trẻ tài cao an. Dương Chấn Nham hết lời khen ngợi một câu, sau đó nhìn Thẩm Kim Hoa với ánh mắt đầy ý tứ sâu xa. Lên Google gõ chuyên as là sẽ thấy. Thảo nào mà nhà họ Thẩm các cậu lại cứ là lạ thế nào ấy, hóa ra là thế này, a ha ha. Đến tận lúc này rồi, sao ông ta có thể không hiểu cho? Được chứ, chắc chắn là lão già Thẩm Kim Hoa này thấy con trai nhà người ta tuổi trẻ tài cao, đang có ý đồ bả về làm con rể đây mà. Với cả nhìn cái vẻ ngượng nghịu ban nãy của con bé Tĩnh Nghi kia thì cũng biết đã thích gần chết cái cậu Lục Thần Y này rồi. Bây giờ chắc chỉ đang chờ Lục Thần Y người ta gật đầu nữa thôi. Sau khi Dương Chấn Nham tìm ra được mấu chốt trong điều này thì đột nhiên chớp chớp mắt mà nhìn Lục Vân nói. Lục Thần Y à, thực ra tôi cũng có một đứa con gái, da trắng, chân dài, mông cong. Dương Chấn Nham, im mồm vào cho ông ngay. Ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi mà. Yên tâm đi, tôi sẽ không cướp chàng rể vừa hiền vừa tài này của cậu đâu. Dương Chấn Nham cười hô hố mà nói. Mặt của Thẩm Kim Hoa đen như đáy nồi, sau đó ông liếc nhìn sang Lục Vân với ánh mắt thận trọng, khi thấy Lục Vân dường như không để ý lắm thì mới thở dài một hơi. Còn bên phía Lục Vân lúc này lại vô cùng thất vọng. Lão này là tỉnh trưởng sao, cũng không có phong thái mấy nhỉ. Nhưng xét lại thì Lục Vân cũng có ấn tượng khá tốt đối với Dương Chấn Nham. Ấn tượng ông là một người hiền lành gần gũi với mọi người. Ba người cứ thế vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm, cứ thế cả nửa tiếng trôi qua, Dương Chấn Nham đột nhiên lên tiếng. Lão Thẩm à, ông còn nhớ lúc còn học đại học chúng ta từng tham gia một câu lạc bộ thì sách vở và tranh ảnh không, khi đó hai đứa mình cùng thích một chị khóa trên, vì vậy đều tự làm một bức tranh sau đó dốc hết lòng ra tỏ tình với chị ấy, cuối cùng lại bị chị ấy mắng cho không ngóp đầu lên được, giờ nhớ lại cũng hoài niệm thật đấy. Hoài niệm cái con khỉ ấy, người chị ấy không phải là vợ của cậu hiện giờ sao? Ha ha, không giỏi bằng người ta giờ có cái gì? Không thì bây giờ chúng ta thi lại đi. Thi thì thi, đây sợ cậu chắc, kiểu gì cậu cũng sẽ thua dưới tay tôi mà thôi. Dương Chấn Nham cười đùa nói. Hai người đàn ông trung niên không ai phục ai, lập tức rời bước đến phòng sách, bày giấy và bút mực ra, chuẩn bị ganh đua cao thấp. Nhưng vẽ cái gì đây? Dương Chấn Nham đề nghị, tôi nhớ rõ lúc trước khi chúng ta vừa gặp đàn chị là ở hồ hoa sen của trường, không bằng vẽ hoa sen đi, so xem năng lực liên tưởng của ai mạnh hơn. Vẽ tranh không có vật thật không chỉ khảo nghiệm họa sĩ, còn khảo nghiệm năng lực liên tưởng. Thẩm Kim Hoa vừa nghe lời này liền không vui, cả giận nói, vẽ con chim gì mà vẽ, còn dám nhắc đến chuyện đàn chị, tôi thấy hôm nay anh đơn thuần là đến khoe vợ mà thôi. Lúc trước hai người cùng theo đuổi đàn chị. Kết quả Dương Chấn Nham giành được trước, Thẩm Kim Hoa tức đến mấy ngày không phản ứng ông ta, cuối cùng hung hăng làm thịt Dương Chấn Nham ở nhà ăn trường học một bữa mới giải hận. Cảnh vật năm đó là hồi ức ngọt ngào đối với Dương Chấn Nham, nhưng lại là cảnh phá hoại thanh xuân đối với Thẩm Kim Hoa. Ông ta không vẽ. Thấy ông ta như thế, Dương Chấn Nham đột nhiên vỗ đùi và nói, vậy vẽ chim đi. Vẽ chim. Thẩm Kim Hoa tìm tòi ký ức của mình. Phát hiện ký ức trong đầu về đàn chị thật sự không có liên quan gì đến chim. Vì thế gật đầu và nói, được, vậy vẽ chim. Vì thế hai người mỗi bên chiếm lấy một cái bàn, bắt đầu vẽ tranh. Lục Vân cảm thấy thú vị, đứng một bên nhìn hai người, không lên tiếng quấy rầy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đợi một hồi lâu, hai người lục tục vẽ xong, gấp không chờ nổi mà mời Lục Vân nhận xét tranh của bọn họ. Thẩm Kim Hoa nói, Lục Thần Y, cậu chỉ cần nói ra hai chúng tôi ai vẽ tốt hơn dựa vào ấn tượng đầu tiên là được. Ông ta biết Lục Vân không phải người giám định và thưởng thức tranh chuyên nghiệp, nhận xét cũng không ra cái gì, nhưng vẫn có thể nhìn ra ai vẽ tốt vẽ kém. Dương Chấn Nham cũng chờ mong nhìn hẳn. Lục Vân cười cười và nói,
nếu hai vị bảo tôi nhận xét thì tôi phát biểu chút ý kiến cá nhân vụng về vậy, có gì nói không đúng xin đừng chê cười. Lục Vân đầu tiên là nhận lấy bức họa của Dương Chấn Nham, nhìn một hồi rồi nói, bức tranh của Dương Tỉnh Thủ nét mực rất mạnh, đặt bút cứng cáp hữu lực, làm người ta cảm thấy rất mãnh liệt, mà con chim trong tranh ngẩng đầu nâng mắt, mõm chim dài nhọn mà sắc bén, lại nhìn lớp lông trên cổ đón gió mà dựng lên. Dương Tỉnh Thủ có hùng tâm tráng trí. Lục Vân nhận xét xong thì hai người đều cảm thấy giật mình. Còn không đợi bọn họ lên tiếng, Lục Vân lại cầm lấy bức họa của Thẩm Kim Hoa và nói tiếp, mà bức họa của Thẩm Tiên Sinh, tuy rằng vẽ không kém, nhưng bút mực lại rất kỳ quái, đầu nặng đuôi nhẹ, phong cách trước sau không khớp. Với nhau, thậm chí càng ngày càng loạn. Thẩm Tiên Sinh, lúc vẽ tranh ông mất tập trung đúng không? Lục Thần Y, cậu! Thẩm Kim Hoa khó có thể tin mà nhìn Lục Vân, lộ ra đầy mặt kinh ngạc. Khi ông ta bắt đầu vẽ tranh, thật ra cũng muốn vẽ ra phong cách dâng trào hướng về phía trước giống như Dương Chấn Nham, nhưng vẽ một hồi đột nhiên nhớ tới người vợ đã qua đời. Trước kia khi vợ Thẩm Kim Hoa còn trên đời, bà thường xuyên ở bên cạnh, yên lặng nhìn ông vẽ tranh. Là do bị cảm xúc này ảnh hưởng nên phong cách của ông A cũng thay đổi. Sau đó sở dĩ càng ngày càng loạn, là bởi vì Thẩm Kim Hoa lại nhớ người vợ thứ hai của mình là Từ Tuệ Linh. Nghĩ đến bà ta lại dùng vật tà sát hại mình, cho nên nỗi lòng dao động càng thêm lợi hại. Thật ra người ngoài nghề rất khó nhận ra cảm xúc biến hóa thể hiện trên trang giấy, chỉ có người thật sự hiểu, đạt tới cảnh giới nhìn họa xem người mới có thể phát hiện manh mối trong đó. Lục Vân lại thông qua bức họa này mà nhìn ra cảm xúc biến hóa của Thẩm Kim Hoa, hơn nữa còn chính xác đến như thế. Điều này chứng minh Lục Vân là một vị đại sư giám định và thưởng thức thư họa. Hai người không thể không khiếp sợ. Không nghĩ tới Lục Thần Y còn trẻ mà trình độ giám định thưởng thức tranh lại cao như thế, vậy sao chúng tôi chịu nổi? Dương Chấn Nham xấu hổ, nhưng rất nhanh ánh mắt ông ta đã sáng lên, tiếp tục nói, Lục Thần Y, nếu cậu cũng là người trong nghề, không bằng cũng vẽ một bức đi, để chúng tôi chiêm ngưỡng thử xem, thế nào? Nghe thấy lời này, Thẩm Kim Hoa cũng lộ ra ánh mắt chờ đợi. Lục Vân cổ quái nói, các ông xác định muốn xem tôi vẽ tranh. Hai người cùng gật đầu. Được rồi, một khi đã vậy, tôi đành bêu xấu, nhưng tôi không vẽ chim, vẽ cái khác đi. Trong mắt Lục Vân xoay chuyển, đột nhiên nổi hứng chơi, túm lấy bút mực giấy vẽ một bên rồi nói, tôi là người tương đối thẹn thùng, thôi chờ vẽ xong lại cho các ông xem đi. Không có việc gì, chúng ta hiểu. Dương Chấn Nham gật gật đầu, ông ta biết có một số người khi vẽ tranh không quen bên cạnh có người. Vì thế cùng Thẩm Kim Hoa đi ra ngồi sofa ngoài phòng khách, im lặng chờ đợi. Chừng 10 phút sau, Lục Vân cầm giấy vẽ đi vào phòng khách và nói, tôi vẽ xong rồi. Nhanh như vậy đã vẽ xong rồi. Hai người liếc nhau, đều thấy được nghi hoặc trong mắt đối phương, nhưng nghĩ lại cũng phải, có lẽ Lục Vân chỉ có trình độ cao trong việc giám định và thưởng thức, năng lực vẽ tranh thì bình thường, cái này không thể trách được. Dù sao hẳn còn trẻ như vậy mà. Nếu Lục Thần Y có năng lực lý giải tranh mạnh như vậy, tin chắc chỉ cần mài giữa theo thời gian thì nhất định sẽ có thành tựu. Thậm chí Dương Chấn Nham đã bắt đầu an ủi Lục Vân không cần nhụt chí, nhưng khi ông ta mở bức tranh Lục Vân đưa qua thì lập tức đứng bật dậy khỏi ghế sofa. Lục Thần Y, bức họa này thật là cậu vẽ sao? Dương Chấn Nham nói lắp bắp, Thẩm Kim Hoa ngồi một bên đầu tiên là lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, chờ thò lại gần nhìn thoáng qua thì lập tức kinh hãi nói. Vân Lộc Đại Sư. Điểm đặc sắc trong tác phẩm của Vân Lộc Đại Sư thật sự quá rõ ràng, chỉ cần dùng vài nét ít ỏi là có thể miêu tả ra ý cảnh người bình thường không biểu đạt ra được. Tuy rằng trước kia bọn họ không nhìn thấy bức họa này, nhưng chắc chắn nó chính là bút tích thật của Vân Lộc Đại Sư. Lục Vân ngượng ngùng gãi gãi đầu và nói, tôi chính là Vân Lộc Đại Sư. Lục Vân chính là Vân Lộc Đại Sư. Đối với Dương Chấn Nham và Thẩm Kim Hoa, tin tức này không khác gì cơn sóng dữ phun trào. Sao có thể như thế được? Hơn nữa, Vân Lộc Đại Sư đã nổi tiếng từ khoảng 6-7 năm trước rồi còn Lục Vân lúc đó mới bao nhiêu tuổi, mới 10 tuổi. Trên đời này thật sự có thiên tài như vậy sao? Ngay sau đó, dường như Dương Chấn Hàm nghe tiếng quai hàm mình nghiến chặt. Bởi vì ông ta phát hiện mực trên giấy vẽ vẫn còn ướt, điều đó có nghĩa là vừa rồi chính Lục Vân đã vẽ bức tranh này nên ông ta không thể không tin. Hóa ra trên thế giới này thực sự có thiên tài. Dương Chấn Nham bật dậy vì kích động,
ông ta nắm lấy tay Lục Vân và N, Lục Thần Y. À không, Vân Lộc Đại Sư, không ngờ ngài còn trẻ như vậy. Từ nay về sau, ngài chính là nhân tài đứng đầu Giang Nam. Đây chính là lời đánh giá cao nhất của tỉnh trưởng tỉnh Giang Nam. Lục Vân hoàn toàn xứng đáng với lời đánh giá này. Có điều vẻ mặt của hắn vẫn rất bình tĩnh, như thể cho dù có bao nhiêu lời khen ngợi hắn thì hắn cũng chẳng hề kinh ngạc chút nào mà chỉ cười cho qua. Còn Thẩm Kim Hoa vẫn còn đang sốc. Rốt cuộc Lục tiên sinh còn bao nhiêu thân phận? Thần y, võ giả, Vân Lộc Đại Sư. Thẩm Kim Hoa đã trở nên tê liệt. Cho dù hiện tại có người nói cho ông ta biết Lục Vân chính là Vân Thiên Thần Quân thì che ạc ông ta cũng không do dự tin vào điều đó. Ba, chú Dương, có chuyện gì mà hai người lại kích động như vậy? Nghe thấy tiếng kêu của hai người, Thẩm Tĩnh nghi ngờ đi ra. Tuy nhiên khi nhìn thấy bức tranh trên bàn, đột nhiên cô ta vô cùng sửng sốt và vẻ mặt trở nên vô cùng kỳ lạ. Thứ mà cô ta chú ý đến không phải là Vân Lộc Đại Sư mà là nội dung của bức tranh. Từng đường nét huyền chuyển trong bức vẽ đã phác họa nên thân hình hoàn hảo của một cô gái với những đường cong bùng nổ khơi gợi trí tưởng tượng của con người. Đây chính là tác phẩm ngẫu hứng của Lục Vân. Ôi trời! Thẩm Tĩnh Nghỉ phát ra tiếng than đầy chán ghét. Cô ta cầm một miếng trái cây trên bàn rồi quay trở lại phòng. Cô ta thầm nghĩ ba mình và chú Dương đã quá bất cẩn với hình tượng của mình rồi. Một người là người đứng đầu Thẩm gia còn một người là tỉnh trưởng tỉnh Giang Nam, hai người không biết xấu hổ sao. Lục Thần Y không thể nào giống như họ được. Ông Thẩm, tại sao tôi lại cảm thấy con bé Tĩnh Nghi nhìn chúng ta với vẻ kỳ quái thế nhỉ? Có sao, lễ nào? Đột nhiên cả hai nhìn lại vào bức tranh và lập tức hiểu ra vì sao Thẩm Tĩnh Nghi lại có vẻ mặt như vậy. Tĩnh Nghi, con đừng hiểu lầm. Ba và chú Dương chỉ là đang thưởng thức nghệ thuật thôi. Nó thực sự là nghệ thuật mài. Đáp lại Thẩm Kim Hoa là tiếng đóng cửa tàn nhẫn. Sự hiểu lầm này thật sự quá lớn. Tuy nhiên sự bối rối giữa hai người cũng không kéo dài được bao lâu vì ngay sau đó Dương Chấn Nham đã nhận được một cuộc gọi và biểu cảm trên gương mặt ông ta lập tức thay đổi. Thẩm Kim Hoa hỏi, làm sao vậy? Dương Chấn Nham lo lắng nói, là ông cụ nhà tôi, ông cụ thích châm cứu để giữ gìn sức khỏe nhưng lần này không biết làm sao lại để cây kim cảm sâu vào bắp chân. Giờ không rút ra được. Vừa nói ông ta vừa nhìn sang Lục Vân. Không phải có một vị thần y đang ở đây sao? Lục Vân cũng hiểu được ý của ông ta, hẳn nói, để tôi đi cùng với ông. Cảm ơn Lục Thần Y. Vì chịu ảnh hưởng từ Thẩm Kim Hoa, Dương Chấn Nham vẫn quen gọi Lục Vân là Lục Thần Y hơn là Vân Lộc Đại Sư. Dưới tình thế cấp bách, hai người cũng không dám chậm trễ mà lập tức vội vã quay về Dương gia. Mọi người trong Dương gia đều vô cùng hoảng sợ. Vị bác sĩ châm cứu cũng hết hồn, hoảng sợ muốn chết. Đây là ba của tỉnh trưởng, lỡ như bất cẩn để lại cái kim nào trong người ông cụ thì cái mạng này coi như xong rồi. Khi nhìn thấy Dương Chấn Nham quay trở về, trong lòng vị bác sĩ lại càng khẩn trương, không biết nên giải thích như thế nào với tỉnh trưởng. Thế nhưng giây tiếp theo, vị bác sĩ đột nhiên kinh ngạc nói, sư tổ. Vị bác sĩ châm cứu này là Triệu Mặc. Đệ tử của Dư Hồng Văn. Sau khi Dư Hồng Văn bái Lục Vân làm thầy, nên đương nhiên anh ta phải gọi Lục Vân là sư tổ. Sư tổ. Sau khi nghe thấy cách xưng hô của Triệu Mặc, mọi người trong Dương gia vô cùng sững sờ. Anh ta đang gọi ai là sư tổ? Ngay sau đó bọn họ chuyển sự chú ý sang Lục Vân, bởi vì chỉ có người thanh niên này là bọn họ không biết nên chắc. Hẳn chính là người được gọi là sư tổ. Tuy nhiên điều khiến cho mọi người trong Dương gia càng bối rối hơn đó chính là người thanh niên trẻ tuổi như thế này mà lại là sư tổ của Triệu Mặc ư. Dương Chấn Nham cũng không quá ngạc nhiên vì Lục Vân không chỉ là cao thủ trong lĩnh vực y học mà còn chữa khỏi căn bệnh hiểm nghèo của Thẩm Kim Hoa nên hắn hoàn toàn đủ tư cách làm sư tổ của Triệu Mặc. Nói cho tôi nghe tình huống cụ thể đi. Lục Vân liếc nhìn Triệu Mặc và nói. Hạ ẩn có ấn tượng khá sâu sắc với Triệu Mặc. Khi Hạnh Lâm Đường của chị hai bị đàn áp. Anh ta chính là người đầu tiên đến hỗ trợ Hạnh Lâm Đường. Tuy là vì nể mặt Hồ Vĩ Bình nhưng sau đó anh ta cũng thật lòng hỗ trợ. Hôm nay tôi đến châm cứu cho ông cụ như thường lệ, mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ. Nhưng khi rút kim châm ra thì bất ngờ có một cây kim cắm sâu vào bắp thịt. Triệu Mặc nhanh chóng miêu tả tình hình. Lục Vân gật đầu rồi tiến lên nhìn một chút. Hắn thấy một cây kim nhỏ bị uốn cong, cảm vào huyệt dương lăng tuyền bắp chân trái của ông cụ. Đây là do Triệu Mặc quên không giãn cơ cho ông cụ nên bị co rút cơ. Vì thế,
anh ta càng rút kim ra thì cơ càng co rút dữ dội, đương nhiên không thể rút kim ra được. Dương Chấn Nham lo lắng hỏi, Lục Thần Y, tình hình có nghiêm trọng lắm không? Chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Lục Vân mỉm cười, hẳn lấy một cây châm bạc từ tay. Triệu Mặc và đâm nó huyệt phóng thị ở bép chân trái của ông cụ. Ngay sau đó, cơ bắp của ông cụ đang co giật dần được. Thả lỏng, trong khi cơ dần thả lỏng, Lục Vân dễ dàng lấy được. Cây kim bị uốn cong ra rồi sử dụng kỹ thuật xoa bóp để cơ đùi được thư giãn, đồng thời rút các cây kim khác ra. Huyệt Dương Lăng Tuyền và huyệt Phong Thị đều nằm trong hệ thống kinh túc thiếu dương đởm. Phần cơ của hai huyệt này bị căng, nếu phần cơ trên bị căng thì phần cơ dưới tự nhiên sẽ được giãn ra. Chiêu này gọi là vây ngụy cứu triệu. Lục Vân giải thích nguyên tắc điều trị, Triệu Mặc nhận lời chỉ dạy. Trong lòng anh ta thầm kinh ngạc, không hổ là sư tổ, thật lợi hại. Vấn đề mà Triệu Mặc, phó giám đốc bệnh viện y học cổ, truyền tỉnh Giang Nam, mãi không tìm ra giải pháp, lại được Lục Vân giải quyết một cách dễ dàng, mọi người trong Dương gia đều ngưỡng mộ hẳn. Khó trách Lục Vân còn nhỏ tuổi như vậy, nhưng Triệu Mặc lại muốn gọi hẳn là sư tổ. Đúng là xưng hô như vậy cũng không có gì sai. Dương Chấn Nham rất khẩn thiết mà nắm lấy tay của Lục Vân, nói, Lục Thần Y, thật cảm ơn ngài, ngài thực sự không suy nghĩ gì về con gái tôi sao? Con bé vừa xinh đẹp lại có đôi chân dài. Ông ta mơ hồ hướng về phía Lục Vân mà nháy mắt ra hiệu. Nếu Thẩm Kim Hoa ở đây, nghe thấy mấy lời này nhất định sẽ dốc hết sức đánh ông ta. Lục Vân cười gượng, nói, không được, không được. Nếu thêm nữa tôi sợ cơ thể của mình không thể chịu đựng được nữa. Lục Vân đã thẳng thản từ chối lòng tốt của Dương Chấn Nham. Dương Chấn Nham càng đánh giá cao hẳn hơn. Hãy nhìn đi, Lục Thần Y là một chính nhân quân tử thực thụ. Trở lại biệt thự Lục Nhân. Liễu Yên Nhi thấy Lục Vân là người duy nhất trở về, ngạc nhiên hỏi chị cả đâu. Chị ấy ở lại thủ phủ tỉnh, trong khoảng thời gian này tạm thời sẽ không quay về. Cứ tưởng rằng Liễu Yên Nhi sẽ thất vọng, nhưng ai biết cô lại hưng phấn nói, tốt. Không có chị cả nhìn chằm chằm, chúng ta muốn làm gì thì làm, ha ha. Liễu Yên Nhi đột nhiên nắm lấy tay Lục Vân kéo qua, cưỡng ép hắn ngồi lên ghế sofa, nụ cười dần dần thay đổi. Mỗi lần chỉ cần ở một mình với chị Liễu Yên Nhi là giống như chơi với lửa vậy, thật là bó tay mà. Lục Vân quyết định không nuông chiều Liễu Yên Nhi nữa, hẳn phải cho cô một chút bài học. Vì vậy lòng bàn tay thi triển ra một vòng khí tức, hẳn tát cô một cái. Quả nhiên, thấy thân thể Liễu Yên Nhi run lên, sau đó cô đỏ mặt nói chị. Chị đi toilet. Đứng dậy bỏ chạy. Lục Vân đắc ý cười khẩy, để xem chị có dám nghịch ngợm nữa không, hừm. Rầm rầm. Liễu Yên Nhi mở vòi hoa sen trong phòng tắm, vặn nước. Đến mức tối đa. 10 phút sau, Liễu Yên Nhi mặc một chiếc áo choàng tắm đi ra. Dưới mái tóc dài bồng bềnh, gợn sóng, khuôn mặt và chiếc cổ trắng nõn nà của cô vẫn còn ửng hồng, cô lặng lẽ nhìn chằm chằm Lục Vân. Lục Vân quyết định, sau này sẽ tiếp tục sử dụng mánh khóe này để đối phó với Liễu Yên Nhi. Răng rác, đúng vào lúc này, cửa phòng khách đột nhiên mở ra. Lục Vân nghĩ chắc là chị Thanh Đàn đã trở lại, nhưng người bước vào lập tức khiến hắn dựng tóc gáy. Chị Bảy, Lạc Ly. Ách, chị trở về không đúng lúc sao? Lạc Ly không nhìn thấy rõ bộ dạng của Lục Vân, chỉ là nhìn thoáng qua liền phát hiện trên sofa có một nam nhân quần áo không chỉnh tê, một giây sau liền đem ánh mắt di chuyển lên người Liễu Yên Nhi. Liễu Yên Nhi mặc áo choàng tắm, tóc ướt sũng, trên mặt còn đỏ bừng, rất khó để người khác không hiểu lầm. Lạc Ly thầm nghĩ, chị ba cũng thật quá to gan, cư nhiên dám dẫn bạn trai về nhà, không sợ bị các chị em khác nhìn thấy hay sao? Phi lễ chớ nhìn. Lạc Ly rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Liễu Yên Nhi đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên cô gặp tiểu Lục Vân, chị cả cũng đã nhầm hắn là bạn trai của mình, nhưng cô không ngờ chuyện hiểu lầm này lại xảy ra một lần nữa. Ha, ha, vậy cứ để bọn họ tiếp tục nghĩ vậy đi. Liễu Yên Nhi có ý định chơi khăm, nói em Bảy, em trở về rất đúng lúc, đến đây, mau chào hỏi anh về tương lai của em đi. Cô chạy đến, kéo Lạc Ly đi, dẫn cô đến trước mặt Lục Vân. Tuy nhiên, Liễu Yên Nhi không ngờ khi cô kéo Lạc Ly đến chỗ Lục Vân thì khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Ly lập tức trở nên lạnh lùng, Lạc Ly nghiến răng nghiến lợi nói thì ra là cái tên tâm thần. Lục Vân nhanh chóng sửa sang lại quần áo, đứng dậy nói, này, Lạc tiên tử, tôi đã nói là sẽ gặp lại,
không ngờ tới ngày này lại tới sớm như vậy. Hừ, bổn cô nương giết anh. Đôi mắt xinh đẹp của Lạc Ly tràn đầy tà ý, cô giơ bàn tay ngọc ngà của mình lên, đánh về phía Lục Vân. Đương nhiên, Lục Vân cũng không sợ cô, vì vậy hẳn đã tránh sang một bên, sau đó khi thân hình cô lướt sát đến bên người hắn, Hà liền cố tình nhéo chiếc eo mềm mại của cô một cái. A, S, D. Lạc Ly tức giận đến phát điên, thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy, vừa quay đầu lại liền bị tát một cái. Đợi đã, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Liễu Yên Nhi sửng sốt. Tại sao vừa mới gặp nhau mà em bảy và Tiểu Lục Vân lại đánh nhau vậy chứ? Còn có, thân thủ của em bảy có vẻ cũng rất tốt. Liễu Yên Nhi luôn nghĩ rằng cô là người duy nhất trong số 7 chị em có danh tính bí ẩn, nhưng giờ nhìn vào thân thủ của em bảy, rõ ràng cô cũng không đơn giản như vậy. Đừng đánh nhau nữa. Thân thể mềm mại của Yên Nhi lóe lên, đi vào giữa hai người, ngăn cản bọn họ, nói, trong chuyện này nhất định là có thể có hiểu lầm. Hừ, có thể có hiểu lầm. Chị ba không biết cái tên tâm thần này quá đáng cỡ nào đâu. Mỗi lần nghĩ đến cảnh Lục Vân đem cô ném xuống hồ lúc trước, càng làm Lạc Ly lại nổi giận. Dù sao cô cũng là đại mỹ nhân, đi trên đường luôn luôn ngẩng cao đầu, nhưng tên điên này lại dám sỉ nhục cô như vậy, một đường tự mình đi vào sâu trong rừng rậm, thay vì làm chuyện đàng hoàng, thì hắn lại nhẫn tâm ném cô xuống nước. Đây rõ ràng là một sự sỉ nhục đối với một mỹ nữ. Nhưng mà, Lạc Ly vẫn không nuốt trôi cục tức này, mắng, chị ba, đừng cản em. Hôm nay em nhất định phải dạy cho tên điên này một bài học, xem chiêu. Lạc Ly vừa nói xong liền ra tay. Liễu Yên Nhi bất đắc dĩ nói, được rồi, chị không ngăn cản em nữa, em đánh chết Tiểu Lục Vân này thử xem chị cả có chém chết em hay không. Tiểu Lục Vân. Lạc Ly vốn đang định làm gì đó nhưng khi nghe thấy vậy đột nhiên động tác dừng lại, cô giật mình nói rằng. Chị ba à, chị nói cậu này chính là Tiểu Lục Vân sao? Liễu Yên Nhi đầy vẻ hãn học ai oán mà liếc Lục Vân một cái. Cái thằng nhóc không có lương tâm này ngoài Tiểu Lục Vân ra thì còn ai vào đây? Đừng nói là em thực sự cho rằng hắn là bạn trai của chị đó nhé. Tiểu Lục Vân. Lạc Ly nhìn chăm chăm từng góc cạnh khuôn mặt của Lục Vân một hồi, sự phẫn nộ trong ánh mắt trước đó dường như dần tan biến, thay vào đó là đôi mắt nhòe đi vì nước mắt. Phải rồi. Giờ cô đã nhận ra Lục Vân của cô rồi. Hóa ra người đàn ông này không phải lớn lên giống Lục Vân nhà mình, mà hẳn chính xác 100% là em trai Lục Vân của cô. Và việc hẳn là Lục Vân cũng khiến cho mấy hành động ấm ớ của hẳn trước đó khi ở bên bờ sông Hoài trở nên dễ hiểu hơn. Thì ra hắn vẫn luôn xoay cô như trong chóng chóng từ trước đến giờ. Lạc Ly đầy bần thần mà phát hiện ra mọi chuyện trong muộn màng. Chị Bảy à! Nếu như em không phải là người em trai Tiểu Lục Vân của chị thì sao dám to gan trêu đùa chị như vậy chứ, dù gì chị cũng thuộc hạng sư tử Hà Đông còn gì. Lục Vân vừa cười vừa nói. Bởi hẳn biết chị Bảy của mình chính là minh chủ căn cứ võ minh khu vực Hoa Trung này, là một người cực kỳ uy phong lẫm liệt, khí thế hùng hổ như vậy chẳng phải là sư tử Hà Đông thì còn là gì. Lục Vân muốn thể hiện sự ấm áp yêu thương của mình mà tính bước lên dành cho chị Bảy của mình một cái ôm. Thế nhưng một giây sau đó, chị Bảy Lạc Ly đã thuần thục cầm lên nã thủ ấn hắn ngã xuống đất. Anh bạn nhỏ Lục Vân lần này bị lơ là quá rồi, không nhanh nhẹn gì cải. Là Tiểu Lục Vân thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Cậu là Tiểu Lục Vân thì có thể tự nhiên khi dễ tôi sao? Cái tên ngáo, ngơ này nữa ồ. Lạc Ly vừa cáu vừa đặt Lục Vân lên trên sàn kéo lê lết hắn lau nhà y như lúc nhỏ, tức giận nói. Cuối cùng còn bồi thêm hai cái tát đôm đốp lên bụng của hẳn, hành động của cô thể hiện rõ khí thế của một người chị trong nhà. Lục Vân không nói hết lời mà rằng. Chị Bảy à, chị là con gái đó nha, phải dè dặt một chút. Hừ, đấy chẳng qua là bị em chọc tức thôi đó nhá. Lạc Ly lườm Lục Vân trắng cả mắt, nhưng ngay sau đó tự nhiên nhìn không được mà cười vui vẻ như không có chuyện gì vừa xảy ra, nụ cười của cô tươi rói y như một đóa hoa nở lúc ban xuân. Cô rất vui khi mình vẫn có thể gặp lại được Tiểu Lục Vân như lúc này. Một lát sau, cô nhẹ nhàng rời sức nặng dáng lên bụng Lục Vân đi, đầy tò mò mà hỏi. Cơ mà, chị nói không phải chứ, Lục Vân à, mới. 15 năm không gặp thôi mà em lại có thể trở thành một tu luyện giả ư. Sao tự nhiên làm được vậy? Cô còn nhớ rất rõ cái cảnh tượng Lục Vân cưỡi trên con xe đạp cổ kia sau đó phóng từ trên trời xuống.
cảnh đó thật sự quá đỗi phi lý mà lại ngầu đét. Lục Vân khiêm tốn nói rằng, do ăn may thôi ấy mài. Liễu Hiên Nhi ở một bên nghe cuộc đối thoại của hai người, cô bất giác đầy nghi hoặc hỏi. Tu luyện giả, tiểu Lục Vân là tu luyện giả á? Lạc Ly vẹo cổ sang một bên nhìn cô. Chị không biết chuyện này sao? Có biết gì đâu, tiểu Lục Vân cũng có nói gì đâu mà biết. Trước giờ Liễu Hiên Nhi chỉ biết đúng một chuyện, đó là Lục Vân nhà mình có một thân thủ không hề đơn giản, cùng lắm cũng chỉ tu võ giả gì đó, chứ ai mà ngờ được hắn lại là một tu luyện giả đâu. Thảo nào cái tát của tiểu Lục Vân dành cho cô lại lạ như vậy, hóa ra là dùng chân khí để làm trò đùa bỡn, hại cô phải vội vàng đi tắm một phen. Ánh mắt Liễu Hiên Nhi bỗng đầy oán giận nhìn hắn. Còn Lục Vân bên này thì mang vẻ không chịu đâu. Tự nhiên khi không chỉ bày lại đi vạch trần thân phận của hắn một cách trắng trợn như vậy, nếu thế thì hắn cũng chẳng nương tay làm gì nữa. Hắn cũng không thèm chịu thua mà nói. Chị Bảy à, còn chuyện chị là minh chủ võ minh khu vực Hoa Trung thì thế nào đây, chẳng lẽ cũng không nói cho mấy chị ấy sao? Minh chủ võ minh khu vực Hoa Trung ư? Cái biểu cảm vốn không tốt lầm của Liễu Yên Nhi lại càng thêm đen hơn, cảm giác như ở đây chỉ có mỗi cô là gà nhất. Thế thì không được rồi. Liễu Hiên Nhi đột nhiên nhéo lấy Lục Vân và nói, chị muốn bái em làm thầy. WTF bái em làm thầy ư? Lục Vân hốt hoảng tột độ. Liễu Hiên Nhi bên này vẫn rất hung hăng nói. Sao, không được à, là do chị không có cốt cách tư chất luyện võ hay là thiếu cái gì khác hả? Khụ khụ. Chị Hiên Nhi à, áo choàng tắm của chị. Đừng đánh trống lảng, nói đi, có dậy hay không? Lục Vân rất khó xử, hẳn chỉ đành nói. Muốn dậy thì cũng được thôi, nhưng những công pháp trong người em hiện giờ phải dùng kim châm cứu đả thông tất cả huyệt vị trên cơ thể chị trước, sau đó cẩn thận nuôi dưỡng lại toàn bộ kinh mạch lại từ đầu mới được. Hở, gì phức tạp thế? Nghe vậy Liễu Hiên Nhi nhất thời không biết nói gì thêm, cô kéo lại áo choàng tắm trên người sau đó tự mình rơi vào. Sự trầm tư suy nghĩ. Lạc Ly lại nói. Chị hai không phải là bác sĩ sao? Cứ bảo chị hai tới châm cứu cho là được rồi. Liễu Hiên Nhi nghe vậy, hai mắt sáng rực lên. Phải ha, cứ bảo Lâm Thanh Đàn tới châm cứu cho chị, dù sao hai bọn chị vẫn thường tắm chung, cái gì chả nhìn thấy hết của nhau rồi. Lục Vân lắc đầu rười rượi nói. Không được đâu, chị hai không phải tu luyện giả, không. Có chân khí thì ghim châm vào cũng không hiệu quả đâu, mỗi lần châm xuống phải truyền theo chân khí mới được. Sau câu nói ấy, mọi chuyện lại đi vào bế tắc. Một lát sau Lục Vân nói rằng, thực ra vẫn còn một cách nữa, đó là em sẽ châm cứu một phần huyệt đạo thôi, còn lại chị phải phối hợp dùng thêm thuốc, như vậy mới có thể đả thông được từ từ huyệt vị trên người chị, nhưng thời gian sẽ hơi lâu một chút. Cần khoảng bao lâu thì được? Phải xem cơ địa chị ra sao, nhanh thì mấy tháng, chậm thì 1-2 năm, thậm chí cả 3-5 năm cũng còn khó, với cả, trong khoảng thời gian đó. Ngày nào chị cũng phải ngâm mình trong thuốc, em cũng châm cứu cho chị hãng ngày, với cả. Đủ rồi. Liễu Hiên Nhi nghe thấy phải phiền toái như vậy thì quả quyết ngắn luôn lời Lục Vân, cô cần răng nói. Dùng cách đầu tiên đi, làm ngay và luôn. Ngay bây giờ á. Sắc mặt của Lục Vân đột nhiên xanh đỏ khác thường. Liễu Hiên Nhi trừng mắt nhìn hẳn rồi nói. Sao đâu, chị con gái con đứa còn không ngại thì em ngại cái gì? Hôm nay coi như cho tên nhóc xấu xa nhà em được bổ mắt đi. Đã nói là châm cứu kiểu này chắc chắn phải đụng chạm da thịt, Lục Vân mau chóng ngăn không để cô nói nữa, cái ý cười thích thú của hắn ngay khóe miệng cũng sắp không nhịn nổi nữa rồi, hắn nói. Thôi được rồi, em nói thật với chị là chẳng cần phải đả thông tất cả huyệt vị gì đâu, chỉ cần tìm được mấy huyệt riêng biệt trên người sau đó truyền chân khí vào là được rồi. Hắn vốn cho rằng trên đời này chị Thanh Đàn đã là thanh thuần ngây thơ trong sáng lảm rồi, không ngờ ngay cả chị Yên Nhi cũng có lúc bị lú như vậy, cứ thế bị hắn lừa cho mà không biết. Ha ha, này thì ngày thường ngang bước cho lắm vào. Thấy khóe miệng Lục Vân nhếch lên, lúc này Liễu Yên Nhi mới nhận ra là mình bị chơi, cô lập tức thẹn quá thành giận mà nói, giỏi lắm tiểu Lục Vân, đủ lông đủ cánh rồi nhỉ, xem chị chừng chị em thế nào. Phanh phanh phanh. Liễu Hiên Nhi không chút lưu tình mà đuổi theo Lục Vân đánh một trận. Lạc Ly vui sướng khi người gặp họa mà nói, chị ba, vừa rồi chị còn nói em, không phải chị cũng xuống tay rất tàn nhẫn sao? Đúng rồi, dùng sức đánh thằng nhóc danh này cho em.
em trai là tu luyện giả thì thế nào, vẫn phải khuất phục trước uy nghiêm của mấy chị đây thôi. Hừ, vui vẻ. Ai nha nha, rốt cuộc mấy em đang làm gì vậy? Liễu Hiên Nhi, em có thể chú ý hình tượng chút không? Tuy em trai thân với chúng ta, nhưng em cũng không thể như vậy. Lâm Thanh Đàn đã trở lại, nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì lập tức răn dậy. Lạc Ly nói, chị hai, đừng xin cho thằng danh này, để chị ba đánh cho nó một trận. Lâm Thanh Đàn nói, không phải, ý chị là nam nữ khác biệt, tốt xấu gì Liễu Yên Nhi cũng đổi bộ đồ đi rồi đánh, xem, rớt rồi này. Buổi tối hôm đó, rốt cuộc Lục Vân cũng cảm nhận được sự tàn bạo của chị Yên Nhi. Nhưng bão táp tới nhanh thì đi cũng nhanh. Ngày hôm sau Liễu Yên Nhi lại giống như không có việc gì, xông vào phòng Lục Vân mà nói, tiểu Lục Vân, công pháp bí tịch đêm qua em hứa cho chị đâu. Lần này Lục Vân không dám trêu chọc Liễu Yên Nhi nữa, vội vàng lấy công pháp khẩu quyết đêm qua thức đêm viết ra giao cho Liễu Yên Nhi. Vậy mới ngoan, chờ chị tu luyện thành công thì nhất định sẽ khen thưởng cho em. Liễu Yên Nhi sờ sờ đầu Lục Vân và nói. Phiêu, ai thèm chị khen thưởng, Vân Thiên Thần Quân này là loại người ham món lợi nhỏ này sao? Lục Vân không nói hai lời liền giúp Liễu Yên Nhi châm cứu một lần, mở ra mấy huyệt vị đặc biệt trên người cô, sau đó rót chân khí vào, hoàn toàn khơi thông kinh mạch trong cơ thể cô. Nhớ kỹ cảm giác chân khí lưu động này, tu luyện dựa theo khẩu quyết, thẳng đến cô đọng ra chân khí thuộc về chị. Thì thành công. Lục Vân chỉ đạo xong thì không quấy rầy Liễu Yên Nhi, mà đi ra bên ngoài bắt điện thoại. Cuộc gọi này là do Kim Chí Thành gọi tới. Lục tiên sinh, tình hình không tốt lắm. Giọng nói của Kim Chí Thành hơi trầm thấp, như gặp nan đề gì đó. Trong thời gian này tôi lợi dụng quan hệ của công ty mình cố gắng đẩy mạnh sản phẩm của tập đoàn Khuynh Thành, nhưng lượng tiêu thụ lại rất thấp. Là Diệp gia đúng không? Lục tiên sinh, có phải ngài đắc tội Diệp gia không? Kim Chí Thành cẩn thận hỏi. Có chút xung đột, tôi sẽ giải quyết. Sau khi Lục Vân tắt máy, vẻ mặt hắn rất hờ hững, có vẻ không bất ngờ chút nào cả. Đây là chuyện hẳn đã sớm đoán trước được. Lúc trước bảo Kim Chí Thành hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của tập đoàn Khuynh Thành cũng chỉ vì thăm dò thái độ của Diệp gia, hiện tại đã có được kết quả. Diệp gia, các người càng chèn ép thì tôi càng phải chống đối đến cùng. Ánh mắt Lục Vân rất kiên định, trực tiếp đi đến bộ nghiên cứu phát triển của tập đoàn Khuynh Thành một chuyến, tìm người phụ trách là Quách Anh rồi giao cho cô một phần phối liệu tẩy trắng da. Lục Vân thật sự không dành việc quản lý công ty, nhưng trước đó chị Khuynh Thành đã nói với ha, chỉ cần sản phẩm tốt thật thì không sợ bị chèn ép, huống chỉ Lục Vân có rất nhiều phương pháp mở rộng sản phẩm mới của mình ra ngoài. Chế phần phối liệu làm chàng này thành 1.000 cái mặt nạ hàng mẫu, tôi cần dùng gấp. Lục Vân dặn dò. Quách Anh dẫn dắt đoàn đội nghiên cứu phát triển, là nhóm người đi theo Diệp Khuynh Thành sớm nhất, rất trung thành và tận tâm với tập đoàn Khuynh Thành. Trước kia trong cuộc họp báo sản phẩm mới, tập đoàn Khuynh Thành gặp phải nguy cơ, đoàn đội của cô ấy vẫn kiên định đi cùng Diệp Khuynh Thành. Lục Vân tin cô ấy. Sau khi dặn dò xong, Lục Vân lại gọi điện thoại cho Thẩm Kim Hoa, nói cho anh ta mình chuẩn bị tổ chức một buổi đấu giá từ thiện ở tỉnh thành, vật đấu giá là 10 tác phẩm mới của Vân Lộc Đại Sư. Thẩm Kim Hoa bảo đảm chắc nịch rằng mình sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Sau khi làm xong những chuyện này, khóe miệng Lục Vân nhếch ra một nụ cười lạnh, Khương Lam, nghe nói Diệp gia các người cũng có sản nghiệp liên quan đến mặt nạ dưỡng ẩm làm trắng da, chúng ta cứ so xem sản phẩm của ai có hiệu quả càng tốt hơn. Hiện tại điều Lục Vân phải làm chính là chờ ngày thị trường mỹ phẩm dưỡng da của tỉnh Giang Nam chấn động. Sau khi trở lại biệt thự, Liễu Yên Nhi hưng phấn chạy tới ôm cổ Lục Vân và nói, tiểu Lục Vân, chị thành công rồi. Thành công gì? Lục Vân sửng sốt, cô đọng chân khí đó. Chị đã cô đọng ra chân khí rồi. Khóe miệng Lục Vân đột nhiên giật giật, mới có mấy tiếng thôi mà chị thành công. Em hoài nghi chị đang đùa em. Chị đùa em làm gì, không tin tự em nhìn đi. Liễu Yên Nhi vươn một ngón tay ngọc trắng nõn ra quơ quơ trước mặt Lục Vân, quả nhiên ở đầu ngón tay cô có một dòng khí màu xanh nhạt đang di chuyển. Thật sự thành công. Lục Vân đầy khiếp sợ, nhìn Liễu Yên Nhi như đang xem quái vật, chị Yên Nhi, chị là yêu nghiệt à. Hừ hừ, hiện tại biết chị của bây lợi hại rồi đúng không? Liễu Yên Nhi kiêu ngạo ưỡn ngực lên. Lục Vân vừa định khen thêm hai câu thì ánh mắt đột nhiên đanh lại. Không đúng, chân khí chị Yên Nhi cô đọng ra không thích hợp.
chân khí của tu luyện giả được ngưng tụ dựa vào thể chất cá nhân của người đó. Thể chất của mỗi người không giống nhau, vậy nên cho dù cả hai đều là tu luyện giả thì chân khí cũng sẽ có sự khác biệt. Nói cách khác, không thể xuất hiện hai chiếc lá giống y hệt nhau trên thế giới. Thế nhưng Lục Vân lại cảm thấy chân khí mà Liễu Yên Nhi ngưng tụ ra hoàn toàn phù hợp với thuộc tính của mình. Là trùng hợp? Hay là tất yếu? Lục Vân không chắc nhưng hắn cũng đã phát hiện ra một niềm vui bất ngờ thông qua phương pháp niệm nội. Không biết từ lúc nào trong đan điền của hắn xuất hiện một vật thể giống như sỏi, trong suốt như pha lê. Đây không phải là một viên sỏi. Nó giống như kim đan của tu luyện giả kim đan kỳ. Nói chính xác, đây là một viên kim đan giả, bởi vì nó không phải do Lục Vân tự ngưng tụ ra. Rốt cuộc nó có tác dụng gì? Lục Vân đang cố gắng di chuyển viên kim đan giả. Giây tiếp theo, đột nhiên Liễu Yên Nhi nói, ủa? Còn chân khí thật sự mà chị ngưng tụ ra đâu rồi? Tiểu Lục Vân, em có thấy chân khí thực sự của chị đã đi đâu không? Chỉ thấy luồng khí xanh nhạt hiếm có trên đôi bàn tay ngọc ngà đã biến mất. Lục Vân cố gắng đè trái tim đang đạp điên cuồng của mình lại, nói chị thử ngưng tụ lại một lần nữa xem. Liễu Yên Nhi không còn cách nào khác đành phải cuộn đôi chân chẳng nõn đang mặc quần jean siêu ngắn lại để ngưng tụ chân khí. Thiên phú của cô ấy thật sự đáng nể. Chưa đầy 10 phút sau, cô ấy đã ngưng tụ lại được một tia chân khí. Cô ấy khoe khoang với Lục Vân, em nhìn xem. Chị lại ngưng tụ được chân khí rồi. Xem lần này mày có thể chạy đi đâu. Vì sao chân khí của chị lại biến mất rồi? Liễu Yên Nhi lại hét lên. Lục Vân ngỡ ngàng. Cuối cùng hẳn cũng đã kiểm chứng được viên kim đan giả trong cơ thể hắn có liên quan tới đan điền của Liễu Yên Nhi. Chỉ cần hẳn có thể dịch chuyển được viên kim đan giả này thì hắn có thể đoạt lấy chân khí của Liễu Yên Nhi. Dùng cho riêng mình. Ha ha. Như vậy chẳng phải chỉ cần hắn thu thêm nhiều học trò thì hắn có nguồn chân khí vô hạn sao? Đây chính là một kỳ tích. Đột nhiên Lục Vân nhớ ra lão đạo sĩ từng nói với hắn rằng vô danh thần công chính là dành riêng cho hắn. Lúc đầu, Lục Vân còn tưởng rằng cơ thể mình không thích hợp tu luyện vô danh thần công nhưng cho đến tận bây giờ, hắn mới nhận ra rằng nó thực sự dành riêng cho mình. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chân khí lại biến mất, đúng là điên rồi. Liễu Yên Nhi vô cùng chán nản. Lục Vân chỉ có thể an ủi cô ấy, đây là hiện tượng bình thường thôi. Khi em mới bắt đầu tu luyện, chân khí cũng bị biến mất vài lần do em không đủ khả năng kiểm soát chân khí của mình. Có thật không? Thật à? Lục Vân gật đầu khẳng định. Lúc này, Liễu Yên Nhi mới lấy lại tự tin. Cô ấy khoanh chân ngồi lại, tập trung tinh thần và lẩm bẩm trong miệng, để xem lần này mày còn chạy được nữa không? Lục Vân không làm phiền cô ấy nữa. Hắn quay người đi tìm chị Bảy, Lạc Ly. Chị Bảy, chị có muốn trở thành tu luyện giả không? Em có thể dạy chị. Lục Vân chớp mắt nói. Hắn cần kiểm chứng xem tình trạng này ảnh hưởng tới tất cả mọi người hay là chỉ ảnh hưởng tới Liễu Yên Nhi. Thằng nhóc thối, em có lòng tốt vậy sao? Sự cảnh giác của Lạc Ly tăng cao, cô nhìn chăm chăm Lục Vân với vẻ nghi ngờ, chị nói cho em biết. Chị không dễ bị lừa như chị ba. Em không thể lừa chị được đâu. Chị Bảy, chẳng lẽ trong lòng chị em không đáng tin? Hừ, đương nhiên rồi. Kể từ ngày em ném chị xuống hồ, em đã đánh mất lòng tin của chị rồi. Mau tránh xa chị ra một chút. Trong khi nói chuyện, Lạc Ly còn vươn tay búng nhẹ lên trán của Lục Vân. Quả nhiên là cọp cái. Lục Vân lẩm bẩm, hắn không thể đắc tội với chị Bảy nên đành chạy trốn khỏi hiện trường. Hẳn tìm thấy chị hai Lâm Thanh Đàn, cười nói, chị hai, chị có muốn? Không muốn, Lục Vân còn chưa kịp nói hết câu thì Lâm Thanh Đàn đã từ chối hẳn. Lục Vân đau khổ nói, chị hai, em còn chưa nói xong mà, tại sao chị lại từ chối em? Chị vẫn là chị hai dịu dàng chu đáo của em đấy chứ. Em tự xem đi. Lâm Thanh Đàn lười nói những điều vô nghĩa, vì thế cô ấy đưa điện thoại tới trước mặt Lục Vân và yêu cầu hắn tự đọc. Chỉ thấy Lạc Ly gửi một tin nhắn vào nhóm chung, các chị em chú ý, Tiểu Lục Vân là một kẻ dối trá. Nếu như em ấy nói rằng muốn hướng dẫn mọi người tu luyện thì đừng tin. Chị ba vừa bị em ấy lừa rồi. Phân nổi, phẫn nổi. Khi nhìn thấy tin nhắn này, sắc mặt của Lục Vân tối sầm lại. Đúng là chị gái tốt, vừa quay về đã phá hủy hình tượng của em trai. Tuy nhiên đây vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất. Những tin nhắn sau đó của người chị gái bên cạnh mới thực sự khiến hẳn đau lòng.
Lâm Thanh Đàn, đúng vậy, em ấy chính là đồ tồi. Chị vừa gặp em ấy xong. Diệp Khuynh Thành, em bảy, em đã biết rõ bộ mặt thật của Tiểu Lục Vân rồi sao? Xem ra bí mật này không còn giữ được nữa. Vương Băng Ninh, cái gì? Chị đang nói gì vậy? Tiểu Lục Vân. Sau đó là một chàng dài. Vương Băng Ninh, a, hóa ra Tiểu Lục Vân vẫn còn sống. Em sẽ lập quay về Long Quốc kiểm tra xem có còn vết bớt không. Tiêu Thấm, hu hu hu, em cũng muốn quay lại nhưng công ty lại không cho em đi. Đúng là phiền phức. Liễu Hiên Nhi, em cần phải chuẩn bị tâm lý. Bây giờ Tiểu Lục Vân trở nên hư hỏng, lúc nào cũng nghĩ tới việc lợi dụng người khác, lại còn gọi mình là tu luyện giả, đúng là quá giả tạo. Lục Vân thấy chị hai nói vậy thì vô cùng tức giận. Mới mở mắt ra đã nói bậy bạ, chẳng lẽ chị ấy không thấy cản dứt lương tâm sao? Hơn nữa, mấy người còn không nghiêm túc tu luyện, lại còn thời gian để tán gẫu nữa sao? Thật sự quá đáng. Cuộc trò chuyện vẫn được tiếp diễn. Lục Vân không thấy, chị Năm Sở Giao đâu nhưng lại nhận được lời mời gọi video nhóm. Lục Vân dứt khoát từ chối. Vương Băng Ninh, chị hai, tại sao chị lại từ chối lời mời gọi video nhóm của em? Có phải chị đang gặp Tiểu Lục Vân đúng không? Lâm Thanh Đàn giật điện thoại và gửi một tin nhắn, không phải chị, là Tiểu Lục Vân từ chối tham gia. Hắn nói muốn giữ bí mật cho đến khi các em quay lại. Tổng hội từ thiện tỉnh Giang Nam. Sau khi hội trưởng Phùng Vệ Quang nghe xong lời Thẩm Kim Hoa miêu tả thì tỏ vẻ hoài nghi, ông vừa nói, Vân Lộc Đại Sư chuẩn bị mượn Tổng hội từ thiện của chúng ta đấu giá 10 tác phẩm mới. Tin tức này có thể tin được không? Vân Lộc Đại Sư đã nổi tiếng nhiều năm như vậy, nhưng một mực vẫn không lộ mặt, lượng tác phẩm cho ra đời cũng cực kỳ ít, động tính duy nhất trong mấy năm gần đây chính là bức tranh đã gây náo động Giang Thành không lâu trước đây, Euro thịnh thế đích sắc phi. Phùng Vệ Quang không thể không nghi ngờ tin tức đó được. Đương nhiên có thể tin được, trên tay của tôi đang có một bức tranh mà Vân Lộc Đại Sư mới sáng tác, tôi chắc. Chắn trước giờ anh chưa từng gặp qua. Thẩm Kim Hoa lấy bức tranh thiếu nữ lúc trước Lục Vân vẽ tại Thẩm Gia Gia, hai mắt Phùng Vệ Quang lập tức tỏa sáng nói, thật sự là tác phẩm của Vân Lộc Đại Sư, còn 9 bức họa nữa đâu. Vân Lộc Đại Sư vẫn đang chế tác. Ha ha, thật sự là quá tốt, chỉ đợi sau khi Vân Lộc Đại Sư hoàn thành các bức họa còn lại, tôi lập tức tổ chức một buổi đấu giá từ thiện. Phùng Vệ Quang cao hứng nói, một ngày trôi qua, rất nhanh, Tổng hội từ thiện tỉnh Giang Nam đã đưa ra thông báo. Tối chủ nhật tuần này sẽ tổ chức buổi đấu giá từ thiện tại tầng 3 của Cung Văn Hóa, 90% số tiền thu được từ buổi đấu giá sẽ được quyên góp cho các tổ chức phúc lợi lớn của tỉnh Giang Nam, đến lúc đó sẽ có thống kê chi tiết. Buổi đấu giá lần này do tỉnh trưởng Dương Trấn Nham tự mình giám sát. Mà vật đấu giá là 10 tác phẩm mới sáng tác của Vân Lộc Đại Sư. Vân Lộc Đại Sư, siêu cấp siêu sao thần bí của giới hội họa. Khi mọi người nghe được tin tức này đều đồng loạt điên cuồng. Tại buổi đấu giá lần trước ở Giang Thành, người không giành được vé vào vẫn còn hối hận tới giờ, nay đã có cơ hội, nhất định không thể bỏ lỡ nữa. Tuy nhiên phần lớn mọi người cũng chỉ đến tham gia góp vui mà thôi, vì không đủ tài lực để tranh được tác phẩm nào cả, nhưng mà chỉ cần có thể tận mắt quan sát các tác phẩm mới của Vân Lộc Đại Sư thôi đã vô cùng mãn nguyện. Mà ngoại trừ 5.000 vé Tổng hội từ thiện tỉnh Giang Nam giao bán trên mạng vẫn còn tấm thư mời cho các công ty lớn nhỏ trong tỉnh Giang Nam. Trong đó nhà họ Diệp gia cũng nhận được thư mời. Ngày diễn ra buổi đấu giá từ thiện. Lầu 3 Cung Văn Hóa. Khương Lam vừa mới ngồi xuống, bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh vang lên một giọng nói. Bác Khương, hôm nay. Tâm trạng không tồi nha. Đương nhiên tâm trạng Khương Lam rất không tồi. Bởi vì con gái Diệp Khuynh Thành của bà rốt cục cũng chịu ở lại Diệp gia, mặc dù có chút ép buộc nhưng Khương Lam tin chắc, chỉ cần cho Diệp Khuynh Thành một thời gian thích ứng. Cô sẽ dần dần quên đi hoàn cảnh sinh hoạt lúc trước. Thật ra, người giàu của bọn họ vô cùng coi trọng cái vòng luẩn quẩn trong giới, trước giờ vẫn không thể nào chấp. Nhận có quá nhiều quan hệ với những người ở cấp thấp. Được. Nhất là kiểu người man dợ như Lục Vân. Bà thật sự sợ con gái mình tiếp tục sống chung một chỗ với hắn sẽ phải chịu liên lụy, chuyện Mã Tam gia lần trước không phải là một bài học rõ nhất hay sao? Lúc này, nghe thấy giọng nói bên cạnh. Khương Lam vừa định đáp lại, thì trong lòng đột nhiên giật bản, giọng nói này có chút quen tai. Bà nhìn sang một cái, mặc dù Khương Lam là người có giáo dưỡng, vẫn nhịn không được mà thầm buông một lời chửi tục, sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng.
Bởi vì người ngồi bên cạnh bà lúc này, là Lục Vân. Sao nơi này là chỗ ngồi của khách quý mà, sao cậu có thể ngồi ở chỗ này? À hát, tôi hiểu rồi, nhất định là do Thẩm Kim Hoa đã sắp xếp cho cậu. Khương Lam lập tức tìm được lý do cho mình, bà ghét bỏ lườm Lục Vân, sau đó lại đổi chỗ ngồi lại với Diệp Hướng Vinh, chồng bà. Bác Diệp, hôm nay tâm trạng không tồi ha. Lục Vân lại cười cười nói với Diệp Hướng Vinh. Mặt Diệp Hướng Vinh lập tức tối sầm. Gặp được tên quỷ xui xẻo như cậu, tâm trạng có thể tốt mới là lại. Đương nhiên ông ta cũng không đáp lại Lục Vân. Lục Vân tự tìm mất mặt, thấy vậy cũng yên lặng đợi buổi đấu giá bắt đầu. Người chủ trì nói lời dạo đầu, giới thiệu những vị khách đặc biệt, hội trưởng đọc diễn văn. Lục Vân rất tự nhiên mà ngủ. Hắn đã sớm nói với Dương Chấn Nham và Thẩm Kim Hoa, tạm thời không nên bại lộ thân phận Vân Lộc đại sư của hắn, tránh hấp dẫn nhiều fan hâm mộ đến yêu cầu ký tên chụp ảnh chung, thật sự rất phiền toái. Cho nên hai người đều biết điều không đến quấy rầy hắn. Giấc này Lục Vân ngủ cực kỳ thoải mái. Âm thanh cạnh tranh kịch liệt vang vọng bốn phía dường như không có chút quan hệ gì với hắn. Mà vợ chồng Diệp Hướng Vinh thấy hắn nằm đây ngáy o. O, thì trong lòng càng thêm xem thường, gà rừng vĩnh viễn là gà rừng, cho dù rát vàng lên hết đuôi cũng không thể biến thành phượng hoàng được. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, Lục Vân rốt cục cũng tỉnh táo lại. Bởi vì, tiết mục cuối cùng đã đến. Chỉ nghe người chủ trì nói, thật ra, phòng đấu giá chúng tôi còn có 10 bức ảnh có chữ ký nghệ thuật của Vân Lộc Đại Sư, tiếp theo đây sẽ làm quà tặng cho những người may mắn. Cái gì? Ảnh có chữ ký nghệ thuật của Vân Lộc Đại Sư? Siêu cấp siêu sao thần bí của giới hội họa cuối cùng cũng muốn lộ mặt rồi sao? Thật kích động a. Toàn bộ phòng đấu giá lập tức náo động, nhất là đám người thần tượng Vân Lộc Đại Sư trong hội thi họa, lúc nghe được tin tức này thì xúc động suýt ngất luôn. Người chủ trì cười cười nói, 10 bức ảnh này, chúng tôi sẽ dùng cách quay số để chọn ra 10 vị khách may ma nhất ở đây để trao tặng. Nhưng mà, trước tiên vẫn có một điều kiện quan trọng, những vị khách chúng thưởng cần mang thử một cái mặt nạ. Mặt nạ? Ảnh có chữ ký của Vân Lộc Đại Sư thì liên quan gì đến mặt nạ? Nhưng mà, ai quan tâm chứ, không phải chỉ cần đắp một cái mặt nạ lên thôi sao, chỉ cần có thể lấy được ảnh có chữ ký của Vân Lộc Đại Sư, đừng nói đắp một cái mặt nạ. Cho dù kêu họ đắp một miếng rau cải lên mặt, họ cũng sẵn lòng đó. Mọi người háo hức chờ mong, thấy vậy người chủ trì bắt đầu quay số. Đương nhiên ngoại trừ có 3 số là ngẫu nhiên thật thì 7 số còn lại đã sớm được sắp đặt sẵn, ứng với số ghế của mấy vị phu nhân nhà giàu có làn da không tốt lắm ở hiện trường. Rất nhanh, kết quả quay thưởng đã có. Phía sau chỗ ngồi của Khương Lam có một vị phu nhân trúng thưởng. Bà tên là Lý Ngọc Lan. Tuy tướng mạo cũng ổn, nhưng làn da hơi đen, bà được mệnh danh là Hắc Mỹ Nhân trong vòng các quý phu nhân ở tỉnh Giang Nam này, cùng tồn tại với danh Khương Mỹ Nhân của Khương Lam. Quan trọng nhất là, bà và Khương Lam là bạn thân, lúc rảnh thường hẹn nhau cùng đi làm tóc. Lần trúng thưởng này làm bà ấy vừa vui vừa kinh ngạc. Những quý cô thượng lưu như thường sẽ có yêu cầu cực cao đối với các sản phẩm chăm sóc da. Một khi đã xác định được nhãn hiệu nào phù hợp với bản thân thì về cơ bản họ sẽ không tùy ý thay đổi sang loại khác. Và mặt nạ của nhà họ Diệp chính là nhãn hiệu tốt nhất trong tất cả các loại mặt nạ trên thị trường. Mà Lý Ngọc Lan lại là bạn thân ơi là thân với Khương Lam, vì vậy trước giờ bà luôn sử dụng mặt nạ do nhà họ Diệp sản xuất. Nếu như bình thường, tự nhiên có người bảo bà nên sử dụng một loại mặt nạ khác đi thì chắc chắn bà sẽ hậm hực không vui. Nhưng hôm nay thì khác. Bởi Lý Ngọc Lan trước giờ là một người hâm mộ trung thành của Vân Lộc Đại Sư. Tại buổi đấu giá ở Giang Thành lần trước, bà đã đến địa điểm tổ chức để tham gia đấu giá, vì vậy hôm nay để có được bức ảnh có chữ ký nghệ thuật của Vân Lộc Đại Sư, bà chịu dùng khuôn mặt của chính mình ra để thử nghiệm. Vì bà nghĩ, dù sao cũng chỉ đắp có một lần mà thôi, nên chắc sẽ không ảnh hưởng nhiều. Này người đẹp Khương, lát nữa đợi tôi có được chữ ký của Vân Lộc Đại Sư rồi thì sẽ cho bà được ngắm một tí nhé. Sau đó bà nếu có lòng thì có thể cho tôi thêm một vài chiếc mặt nạ coi như an ủi chút, người ta đã hy sinh mặt mình thế này còn gì. Trước khi bước lên sân khấu, Lý Ngọc Lan đã vỗ vai Khương Lam và nói nửa đùa nửa thật. Khương Lam đảo mắt và nói, biến nhanh dùm cái, ai thèm nhìn chứ, tôi cũng có phải là fan của Vân Lộc Đại Sư đâu. Phu nhân của Diệp Thị đời nào lại làm người hâm mộ của Vân Lộc Đại Sư chứ?
chỉ qua là hôm nay nhận được lời mời nên mới tham gia buổi đấu giá từ thiện này. Với cái quan trọng chính là, ngày hôm nay đến cả tỉnh trưởng Dương Chấn Nham cũng đích thân tới để giám sát cuộc đấu giá này. Còn nhà bọn họ với tư cách là đại diện của các doanh nhân giàu có, họ rất vinh dự khi được mời tham gia. Bởi vì việc được mời có nghĩa là thân phận của họ đã mang một đẳng cấp nào đó. Hôm nay bà đến đây không phải vì cái thứ gọi là đấu giá kia. Ngay sau đó, 10 người chiến thắng bước lên sân khấu. Nhân viên công tác tiến hành đưa họ vào trong hậu trường, yêu cầu họ tẩy trang rồi đắp mặt nạ lên. Tiếp theo chính là khoảng thời gian chờ đợi thẩm thấu. Trong khoảng thời gian này, để không làm các quan khách cảm thấy nhàm chán, buổi đấu giá đã cho mọi người thưởng thức hai tiết mục văn nghệ đã được chuẩn bị trước. Đợi khi hai tiết mục văn nghệ kia kết thúc cũng là lúc các dưỡng chất trong mặt nạ được phát huy tác dụng của mình. Lý Ngọc Lan vì ôm trong mình tâm thế nhất quyết lấy được chữ ký của thần tượng cho nên bà cố gắng quyết tâm nhẫn nhịn làm tròn công việc làm chuột bạch thí nghiệm của mình, nhưng chỉ mới vài phút đầu khi mặt nạ được đắp lên, bà đã cảm thấy vô cùng thoải mái, như thể có một đôi nhẹ nhàng thuần thục đang mát xa vuốt ve gương mặt của bà vậy. Cái cảm giác tựa như mọi tế bào trên da mặt đều được chạm tới vậy. Đây rốt cuộc là mặt nạ của hãng nào? Lý Ngọc Lan giật mình thon thót. Người sành về đắp mặt nạ như bà đương nhiên có thể dễ dàng cảm nhận được sự khác biệt. Bà dám chắc miếng mặt nạ đang đắp trên mặt mình hiện giờ là sản phẩm của nhãn hiệu cao cấp, thậm chí nó còn cao cấp hơn cả mặt nạ của nhà họ Diệp mà bà thường sử dụng. Thời gian chờ đợi đã đủ rồi, cảm ơn các nhân vật trải nghiệm, tiếp theo đây xin mời mọi người cùng gỡ mặt nạ xuống và chúng ta cùng cảm nhận hiệu quả. Nhân viên công tác đằng sau hậu trường vừa cười vừa nói. Giây phút Lý Ngọc Lan kéo mặt nạ xuống, tự nhiên bà bỗng cảm thấy không nỡ, nhưng khoảnh khắc bà nhìn thấy bản thân ở trong gương thì cả người gần như chết lặng. Biểu cảm ngay sau đó chính là sự vui mừng thích thú như điên. Trắng, đúng là da mặt đã trắng lên rất nhiều. Tuy không chẳng được băng da của Khương Lam, nhưng đúng là so với trước lúc chưa đắp thì trắng hơn rất nhiều. Mặt nạ này là của hãng nào vậy chứ, thật sự quá mức thần kỳ. Lý Ngọc Lan mừng rỡ như vớ được vàng mà hỏi dồn dập người nhân viên đó. Bởi vì cái người đắp mặt nạ cả hơn thập kỷ như bà cũng không nghĩ có thể cải thiện được việc da vẫn bị đen này, cùng lắm cũng chỉ làm tăng độ ẩm thôi. Nhưng chiếc mặt nạ hôm nay quả thực khác biệt, chỉ cần đắp một lần thôi là có thể giải quyết cái vấn đề khiến bà đau đầu cả bao nhiêu năm nay. Thật sự thần kỳ quá đi mất. Nhân viên công tác khi đối mặt với sự mong ngóng câu trả lời của Lý Ngọc Lan thì chỉ tươi cười nói. Lát nữa sẽ được công bố thôi ạ, bây giờ xin mời mọi người cùng nhau tiến lên bục để phát biểu cảm nghĩ của mình. Không chỉ mỗi bà mà cả 9 người tham gia thử còn lại đều mừng rỡ như điên. Mấy người bọn họ người thì quá thiếu độ ẩm trên da, hoặc không là vô cùng khô ráp, người thì nếp nhăn lại quá nhiều, còn lại thì giống y hệt Lý Ngọc Lan, làn da hơi sạm một chút. Nhưng vào giờ phút này, tất cả những tình trạng kia đều được cải thiện rất là nhiều. Thậm chí bọn họ còn không cần phải trang điểm lại hay cần bôi thêm chút kem nền nào, chỉ cần trực tiếp đi lên sân khấu để cho khán giả bên dưới biết được bọn họ đang bất ngờ và vui sướng tới mức nào. Cái khoảnh khắc đó, qua, cả hội trường lúc này như vỡ òa cảm xúc, đặc biệt là những phú bà giàu có ngồi ở vị trí dành cho khách quý, khi tận mắt chứng kiến những người mà trước đó bọn họ từng trêu đùa, bỡn cợt là mỹ nhân da trâu lúc này đột nhiên trắng lên thấy rõ thì sự kích động như dâng trào. Mau nói cho chúng tôi biết rốt cuộc đây là loại mặt nạ nào đi. Mấy người phú bà này đại đa số đều giống như Khương Lam vậy, không ai là người hâm mộ của Vân Lộc Đại Sư cả, chỉ là nhận được lời mời tham gia buổi đấu giá này nên mới tiện tham gia, cho nên hiện tại chẳng còn điều gì có thể thu hút được bọn họ hơn mặt nạ lúc này. Đây quả thực là một tin mừng đối với các phú bà. Vợ chồng Diệp Hướng Vinh nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, mặt mày bỗng nhiên đen đi không còn chút cảm xúc. Đương nhiên lúc này tâm trạng cũng chả tốt hơn được là bao. Bởi vì Diệp gia bọn họ cũng làm về hạng mục mặt nạ này, nếu quả thực hiệu quả của loại mặt nạ này tốt như vậy, một khi nó được đưa ra thị trường thì nghĩ thôi cũng biết Diệp gia bọn họ sẽ phải chịu một cú hích nghiêm trọng tới mức nào. Lý Lan Ngọc có quan hệ rất tốt với vợ chồng Diệp Hướng Vinh cho nên bà ấy chắc chắn không thể nào phản bội bọn họ mà nâng đỡ nhãn hiệu mặt nạ kia. Cho nên khi kết hợp mọi khả năng lại cho thấy chỉ có một đáp án duy nhất. Đó là loại mặt nạ này thực sự tốt như vậy. Mai đây thôi, thị trường về mỹ phẩm chăm sóc da của Diệp gia bọn họ ở tỉnh Giang Nam chắc chắn sẽ phải chịu sự
thất thoát nặng nề. Rốt cuộc loại mặt nạ này là do đội nghiên cứu nào tạo ra vậy? Đúng lúc mọi người đang có sự tò mò như vậy thì người dẫn chương trình lên tiếng. Ngay bây giờ, nhiệt liệt kính mời người phụ trách của đội nghiên cứu phát triển mặt nạ, bà Quách Anh lên bục giới thiệu về loại mặt nạ này. Hôm nay không còn là buổi bán đấu giá từ thiện nữa mà rõ ràng đã trở thành một buổi công bố sản phẩm dành cho những đại gia trong tỉnh Giang Nam. Quách Anh đi lên sân khấu, sau đó giới thiệu đôi chút về bản thân, sau khi nghe thấy công ty đứng đằng sau họ là bốn chữ tập đoàn Khuynh Thành thì vợ chồng nhà Diệp Hướng Vinh hơi chột tim một chút, bất chi bất giác lại di chuyển ánh mắt về phía Lục Vân đang ngồi bên anh. Bọn họ thừa biết, tập đoàn Khuynh Thành là công ty của Diệp Khuynh Thành, và cũng là con gái của bọn họ, sau này khi bọn họ bắt ép con gái của mình ở lì trong Diệp gia, cái tập đoàn Khuynh Thành này đã được giao lại cho Lục Vân quản lý. Chẳng lẽ mọi chuyện là do thằng nhóc này làm sao? Không thể nào. Tên nhóc này sao có thể có khả năng lớn như vậy được cơ chứ? Loại mặt nạ này chắc chỉ do mỗi mình đoàn đội nghiên cứu của Quách Anh tạo ra mà thôi, chỉ là ăn may tạo được loại tốt xong để cho tên nhóc thối này đuổi kịp bọn họ. Mà thôi. Đúng. Chỉ có thể là như vậy. Hai vợ chồng nhà Diệp Hướng Vinh cứ tự thầm nhủ trong lòng như vậy, coi như an ủi chính mình. Bởi vì bọn họ không thể chấp nhận nổi. Một cái tên vô danh tiểu tốt mà bọn họ luôn coi thường lại có thể tạo ra được một loại mặt nạ tốt đến cỡ này. Cùng lúc đó, Quách Anh ở trên khán đài, đã giới thiệu xong xuôi bản thân và sơ lược về công dụng của mặt nạ. Tên sản phẩm mới của chúng tôi là, Dung Nhan Tuyệt Thế. Khuynh Thế Dung Nhan đương nhiên cái tên này là do, Lục Vân đặt. Đông đảo các quý cô quý bà trong phòng đấu giá nghe thấy cái tên này thì trong lòng rung động, không ngừng sục. Xôi. Làm phụ nữ, có người nào không hy vọng mình cũng có được dung nhan khuynh thế giống như tên của loại mặt nạ này. Mặt nạ này chính là chúc phúc tốt nhất đối với bọn họ. Khuynh thế dung nhan nhất định sẽ hot. Họ gấp không chờ nổi muốn biết rốt cuộc loại mặt nạ này sẽ chính thức bán ra vào lúc nào. Quách Anh nói, vào giữa tháng sau, tập đoàn Khuynh Thành chúng tôi sẽ thành lập chi nhánh ở tỉnh thành, mà sản phẩm chủ chốt của chi nhánh chính là loại mặt nạ tên là khuynh thế dung nhan này. Khi Quách Anh nói ra những lời này, đôi mắt nhịn không được nhìn xuống dưới đài, quét qua Lục Vân đang ngồi ở ghế khách quý. Không sai, thành lập chi nhánh cũng là do Lục Vân nói ra. Lúc trước khi Quách Anh nghe thấy tin này, suýt đã cho rằng Lục Vân điên rồi. Đoàn đội của cô ấy là nhóm người đi theo Diệp Khuynh Thành sớm nhất, rất trung thành và tận tâm với Diệp Khuynh Thành. Trước kia nghe nói Diệp Khuynh Thành có nuôi một tên trai bao tên là Lục Vân, cấp quản lý tập đoàn Khuynh Thành lập tức rung chuyển. Nhưng đoàn đội của Quách Anh lại không nghĩ nhiều. Mặc kệ sinh hoạt cá nhân của tổng tài như thế nào cũng không liên quan đến bọn họ chỉ cần làm tốt chuyện nghiên cứu phát triển sản phẩm là được. Nhắc lại chuyện xưa chỉ để chứng minh đoàn đội của Quách Anh tuyệt đối phục tùng quản lý công ty. Nhưng đoàn đội vốn rất phục tùng này nghe nói Lục Vân muốn thành lập chi nhánh ở tỉnh thành lại nhịn không được đưa ra dị nghị trong lòng. Bọn họ cho rằng quyết sách sáng suốt nhất phải là dùng sản phẩm mới lặng lẽ mở ra thị trường tỉnh thành trước, sau đó lại suy xét đến chuyện thành lập chi nhánh, mà không phải sản phẩm mới còn chưa sản xuất đã tuyên bố muốn mở chi nhánh. Đối với đông đảo công ty mỹ phẩm dưỡng da tỉnh thành mà nói, đây là một loại khiêu khích, rất có khả năng sẽ bị họ liên hợp chèn ép, bóp chết trong nôi. Nhưng khi đoàn đội Quách Anh đầy lòng oán trách, chế tạo phối liệu do Lục Vân cung cấp ra thành thành phẩm thì cảm xúc này cũng biến mất. Bởi vì sản phẩm mới vừa được sản xuất ra, đoàn đội đã tiến hành một loạt thí nghiệm về hiệu quả, phản ứng kích ứng. Khi bọn họ thử dùng sản phẩm này, trong lòng chỉ có một chữ, phục. Viết hoa chữ phục. Đây quả thực là một loại mặt nạ thần cấp, tuyệt đối đủ để đánh vỡ hàng rào hiện có của ngành sản xuất mỹ phẩm dưỡng da của tỉnh Giang Nam, của Long Quốc, thậm chí là toàn cầu, bởi vì hiệu quả thật sự quá kinh người. Rốt cuộc họ đã hiểu vì sao Lục Vân kiên quyết muốn thành lập chi nhánh. Không phải vì hắn không hiểu quyết sách, mà là vì hắn có được tự tin tuyệt đối. Chỉ dựa vào loại mặt nạ này cũng đủ để chống đỡ cho một công ty trăm tỷ. Đây là nguyên nhân khiến đoàn đội Quách Anh thay đổi thái độ đối với Lục Vân. Nhưng bọn họ chỉ biết cái đầu lại không biết cái thứ hai. Thật ra Lục Vân quyết định muốn thành lập chi nhánh ở tỉnh thành còn có một mục đích khác, chính là bày ra sự cứng rắn tuyệt đối của mình cho các xí nghiệp tỉnh Giang Nam thấy. Tôi muốn nói ra ngay đứng trước mặt các người rằng, tôi muốn tới chiếm lấy thị trường của các người, có bản lĩnh thì tiếp tục chèn ép tôi đi. Đặc biệt là Diệp gia,
không phải các người rất trâu bò à, tới đây, tôi chủ động đưa mặt qua, có giỏi thì tiếp tục tắt đi, không có năng lực thì đừng đến trước mặt ông đây bày ra dáng vẻ trịnh thượng cao quý đó. Tôi là tên mọi dợ à. Vậy trong mắt tôi, Diệp gia các người cũng chỉ là đống rác rưởi mà thôi. Đây là đòn phản kích của Lục Vân dành cho vợ chồng Diệp Hướng Vinh, căn bản không cần nói nhiều, bởi vì buổi đấu giá từ thiện hôm nay chính là cú vả mặt tốt nhất. Quả nhiên sắc mặt vợ chồng Diệp Hướng Vinh đã âm trầm tới cực điểm. Bọn họ không biết rốt cuộc loại mặt nạ mới này có liên quan gì đến Lục Vân, nhưng lại cảm thấy mọi chuyện hôm nay đều như nhằm vào Diệp gia bọn họ. Thật là đáng chết. Khương Lam siết chặt nắm tay, hung hăng đấm một quyền lên tay vịn ghế ngồi để trút ra phẫn nộ trong lòng. Nhưng ở hiện trường trừ vợ chồng Diệp Hướng Vinh và một số doanh nhân có liên quan đến ngành mỹ phẩm dưỡng da cảm thấy buồn bực ra thì những người còn lại rất kích động. Đặc biệt là những quý bà nhà giàu, thật sự hận ngày mai không thể nhìn thấy sản phẩm mới của tập đoàn Khuynh. Thành được bày bán ngay. Tập đoàn Khuynh Thành nhất định sẽ quật khởi. Chờ cảm xúc của mọi người hơi ổn định lại, MC nhận lấy microphone và nói, cảm ơn cô Quách Anh, thật ra hôm nay đề cử loại mặt nạ này với các vị cũng là ý của Vân Lộc Đại Sư, nhằm hồi báo ngài ấy đã miễn phí đưa tặng ảnh có chữ ký. Mọi người ồ lên, thì ra là ý của Vân Lộc Đại Sư, khó trách. Đây vốn là buổi đấu giá từ thiện, kết quả chậm rãi biến thành cuộc họp báo sản phẩm mới của tập đoàn Khuynh Thành, nếu đó là hành động của Tổng hội từ thiện tỉnh Giang Nam thì không hợp lý. Có hiểm nghỉ lợi dụng mánh lới từ thiện để quảng cáo vất tiền đen. Nhưng vừa nghe là ý của Vân Lộc Đại Sư thì hợp lý hơn nhiều. Nói như vậy, chẳng phải Vân Lộc Đại Sư và tập đoàn Khuynh Thành có quan hệ rất chặt chẽ. Nếu không vì sao lại quảng cáo cho tập đoàn Khuynh Thành. Hiển nhiên vợ chồng Diệp Hướng Vinh cũng nghĩ đến điều này, họ nhìn nhau, đều nhìn ra nghi hoặc từ mắt đối phương. Vân Lộc Đại Sư và tập đoàn Khuynh Thành có quan hệ gì? Vì sao họ chưa từng nghe Khuynh Thành nhắc tới? Bọn họ nào biết Diệp Khuynh Thành đã mang lòng oán giận nên tất nhiên không muốn nhiều lời với họ. Hình ảnh lại trở lại trên đài đấu giá. MC nói, lần này cô Quách Anh mang đến 1.000 cái mặt nạ hàng mẫu, khuynh thế dung nhan cho chúng ta, đợi lát nữa sau khi buổi đấu giá từ thiện chấm dứt, chúng tôi sẽ dùng chúng làm quà tặng cho các vị khách quý. Đương nhiên, số lượng có hạn. Những người không lấy được cũng đừng nhụt chí, chờ tập đoàn Khuynh Thành tung ra sản phẩm mới thì có thể tự mình mua sắm. Lời này vừa dứt, lại là một đợt xôi trào. Mà cùng lúc đó, MC cũng thực hiện lời hứa, tặng ảnh có chữ ký của Vân Lộc Đại Sư cho 10 người trải nghiệm. Lý Ngọc Lan được như ước nguyện mà nhận lấy một tấm, trong lòng chờ mong không thôi, rốt cuộc thần tượng Vân Lộc Đại Sư trông như thế nào. Dù đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi ánh mắt rơi vào tấm hình kia, Lý Ngọc Lan vẫn không nén được kinh ngạc. Phần lớn những họa sĩ nổi danh trên thế giới đều đã có tuổi rồi. Bởi vì dù muốn làm quen với những loại nghệ thuật như hội họa, thư pháp không khó, nhưng muốn thông qua tác phẩm để thể hiện tình cảm và ý cảnh nhất định thì cần thời gian dài tích lũy rèn luyện. Cái này gọi là lắng đọng năm tháng. Vân Lộc Đại Sư thành danh nhiều năm, hơn nữa mỗi một bức họa của ngài ấy đều có ý cảnh sâu xa, không phải người bình thường có thể bê trước được. Người trong giới thi họa đều suy đoán Vân Lộc Đại Sư là một vị ông lão tuổi hơn nửa trăm, tóc đã hoa râm, hơn nữa đã trải qua sự thay đổi thất thường của cuộc đời, cho nên mới dùng loại tâm cảnh thản nhiên tự đắc, khám phá hồng trần để vẽ ra tác phẩm mang ý cảnh độc đáo như vậy. Trước kia Lý Ngọc Lan cũng nghĩ như thế. Nhưng hôm nay nhìn thấy tấm hình có chữ ký nghệ thuật trên tay, bà lại không giấu được vẻ khiếp sợ trên mặt. Trên ảnh không lộ ra chính diện của Vân Lộc Đại Sư, chỉ là một bóng lưng. Nhưng thông qua bóng dáng có thể thấy được ngài ấy không phải ông lão tóc trắng xóa như trong tưởng tượng của bọn họ, mà là một thanh niên. Một thanh niên rất trẻ. Nếu không phải có tỉnh thủ Dương Chấn Nham bảo đảm thì bọn họ sẽ hoài nghi thanh niên trên ảnh căn bản không phải Vân Lộc Đại Sư. Trừ việc có tỉnh thủ đảm bảo ra, một đặc thù khác cũng nhanh chóng đánh tan nghi ngờ của mọi người đối với thân phận của Vân Lộc Đại Sư. Bởi vì bọn họ thấy được chữ ký trên ảnh chính là Vân Lộc Đại Sư. Hơn nữa còn dùng dạng chữ nghệ thuật, hoàn toàn nhất trí với phong cách trên tác phẩm của ngài, căn bản không có khả năng làm giả. Nói cách khác, 10 tấm ảnh có chữ ký này cũng được tính là tác phẩm của Vân Lộc Đại Sư, chỉ dòng chữ nghệ thuật đó cũng đã có giá trị ngàn vào. Trong phút chốc, tin tức Vân Lộc Đại Sư là một người trẻ tuổi đã lan ra ngoài, mọi người trong phòng đấu giá đều cảm thấy khiếp sợ, sau đó là kinh ngạc cảm thán, Vân Lộc Đại Sư thật là một thiên tài hội họa.
mấy cô gái tuổi không lớn bản đầu chỉ sùng bái Vân Lộc Đại Sư như thần tượng, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng này lại đột nhiên có xúc động muốn coi Vân Lộc Đại Sư là chồng mà theo đuổi. Đặc biệt là tấm hình chỉ lộ ra một phần tư gương mặt, góc cạnh rõ ràng, vừa nhìn là biết đẹp trai rồi. Cảm giác thần bí như ôm tỳ bà che nửa mặt này thật làm người ta chịu không nổi. Đám con gái lập tức lộ ra vẻ mặt mê trai, hận không thể xông lên cướp lấy 10 tấm ảnh đó để bu ổ ôm gối đầu chui vào ổ chăn mà xem trộm. Mà khi Khương Lam nhìn thấy bức ảnh này, bà lại nhăn mày lại, lâm vào trầm tư, bởi vì bóng dáng đó có vẻ thực quen mắt, đặc biệt là bộ quần áo trên người Vân Lộc Đại Sư như đã từng nhìn thấy trước đó. Đột nhiên, Khương Lam quay đầu nhìn về hướng Lục Vân. Lúc này Lục Vân đã rời khỏi chỗ ngồi, bóng lưng hẳn biến mất ở cua quẹo của hội trường. Nhưng cảm giác trong nháy mắt đó lại khiến Khương Lam run lên mãnh liệt. Quả nhiên là hắn. Buổi tối hôm đó, lần đầu tiên Khương Lam đến biệt thự Lục Nhân và gặp mặt Lục Vân, hẳn cũng mặc bộ quần áo trên tấm ảnh này. Lục Vân, chính là Vân Lộc Đại Sư. Lần đầu tiên người phụ nữ xinh đẹp đệ nhất tỉnh Giang Nam lộ ra biểu cảm khiếp sợ vì Lục Vân, người thanh niên mà. Bà tự cho là mọi dợ, ngực bà không ngừng phập phồng. Thật là muốn khiếp sợ bao nhiêu có khiếp sợ bấy nhiêu. Mau đi hậu trường. Trong giây lát Khương Lam như nghĩ tới cái gì, vội vàng dẫm giày cao gót chạy về hướng hậu trường. Diệp Hướng Vinh không rõ nguyên do, nhưng vẫn đi theo Khương Lam. Lúc này đã có không ít phú thương vây quanh Quách Anh, đang tranh luận kịch liệt cái gì đó. Bọn họ đều là ông chủ xí nghiệp chuyên về mỹ phẩm dưỡng da, lần này tìm đến Quách Anh là vì kéo đoàn đội của Quách Anh đến công ty bọn họ. Gia giá đã đạt tới một con số kinh người. Nhưng Quách Anh vẫn không dao động. Cảm tạ các vị nâng đỡ, nhưng đoàn đội chúng tôi sẽ không rời khỏi tập đoàn Khuynh Thành, hơn nữa tôi không có quyền làm chủ về công thức của Khuynh Thế Dung Nhan, Quách Anh lạnh lùng nói. Không có quyền làm chủ. Cô là người phụ trách sản phẩm này, sao lại không có quyền làm chủ chứ? Cho dù cô ký hợp đồng với tập đoàn Khuynh Thành, chúng tôi cũng có thể chỉ trả tiền bồi thường cách xù giúp cô, chỉ cần cô tới công ty chúng tôi, hoặc là bán công thức cho chúng tôi cũng được. Khương Lam khô khốc hỏi, cô Quách, cô không có quyền làm chủ là bởi vì Lục Vân sao? Bà chỉ hỏi thăm dò thử, nởi vì trong lòng thật sự có quá nhiều nghỉ hoặc. Quách Anh vốn không muốn trả lời những người này, nhưng nghe thấy Khương Lam hỏi thế thì kinh ngạc nhìn bà ta một cái, có điều cũng không nói thêm gì, chỉ xoay người rời đi. Khương Lam lập tức cứng lại tại chỗ, thân thể đãi đà không ngừng run rẩy. Quách Anh không có nói cái gì, nhưng ánh mắt kia đã chứng minh tất cả, một đáp án đáng khiếp sợ đến khó tin hiện ra trong lòng Khương Lam, đó là công thức bí mật của Khuynh Thế Dung Nhan là do Lục Vân cung cấp. Giờ khắc này, cứ như cao ốc sụp đổ, đại não của Khương Lam trở nên trống rỗng. Chẳng lẽ bà, thật sự nhìn lầm sao? Bên ngoài cung văn hóa, thư ký của tỉnh thủ nhìn thấy Dương Chấn Nham ra tới thì cung kính hô một tiếng, tỉnh thủ. Dương Chấn Nham gật gật đầu, lại không chui vào xe mà nói với thư ký, anh lái xe trở về trước đi, đợi lát nữa tôi muốn đi ăn bữa cơm với hai người bạn, sau đó tôi tự gọi xe về. Vâng, thư ký không dám dò hỏi quá nhiều, tỉnh thủ nói cái gì thì anh ta chỉ cần làm theo là được. Khi đề máy chuẩn bị lái xe rời đi, thư ký liếc nhìn ta ngoài cửa sổ xe một cái. Thấy tỉnh thủ đang đầy mặt tươi cười đi về hướng hai người, hiển nhiên hai người bạn của ông đã ra tới. Một người trong đó là người cầm quyền Thẩm gia Thẩm Kim Hoa, thư ký có quen biết. Nhưng người còn lại là một thanh niên. Nhìn dáng vẻ của tỉnh thủ có vẻ rất quen thuộc với thanh niên kia, tuyệt đối không phải dạng giữa trưởng bối và hậu bối, mà càng giống hai người bạn tôn trọng lẫn nhau. Rốt cuộc người thanh niên này là ai, sao lại thân cận với tỉnh thủ như vậy? Thậm chí tỉnh thủ còn khoác cánh tay lên vai hắn. Thấy cảnh này, thư ký lập tức kinh hãi. Thanh niên có thể khiến tỉnh trưởng gục xuống, dựa vào vai, đương nhiên chỉ có thể là Lục Vân, nhưng rất nhanh cảm thấy bốn phía đang nhìn mình, Dương Chấn Nham lập tức bỏ cánh tay ra khỏi vai Lục Vân. Khôi phục lại uy nghiêm của tỉnh trưởng. Hết lần này đến lần khác cau mày suy tư, rồi nhiều lần gật đầu đồng ý. Có vẻ như họ đang bàn bạc về đại sự quốc gia. Nhưng thực tế, chuyện họ đang nói là lát nữa họ sẽ đi đâu để lấp đầy cái bụng đói của mình. Thẩm Kim Hoa nói, tôi biết gần đây có một nhà hàng hải sản mới mở, hương vị cũng không ổi, chỉ bằng mọi người cùng đi ăn thử xem. Dương Chấn Nham lắc đầu nói, ăn nhiều hải sản không tốt cho sức khỏe, hay là chúng ta hãy đến Hương Lâu ăn chút rau xào đi.
Thẩm Kim Hoa nói, tôi cũng đâu kêu ông ăn hải sản hàng ngày, thỉnh thoảng ăn một lần thì có sao, ông đang sợ mình sẽ mắc bệnh gút hay sao? Cho dù ông bị bệnh gút, không phải còn có lục thần y sao? Dương Chấn Nham lắc đầu, nói, nhưng hôm nay tôi chỉ muốn ăn rau xào. Thẩm Kim Hoa nói, tôi vẫn cảm thấy ăn hải sản thú vị hơn. Lục Vân có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ đến, hai nhân vật có tên tuổi này lại vì vấn đề hôm nay ăn gì mà tranh luận không ngừng. Tôi cảm thấy hai người các ông đừng cãi nhau nữa, nghe tôi, đến quán đó ăn đi. Lục Vân vô cùng đau đầu, cuối cùng bất lực chỉ vào một quán thịt nướng tên Đồ Nướng Lão Lưu ở trước mặt. Hai người họ lập tức nhìn nhau. Đồ nướng ngoài trời, cái này cũng quá. Thế nhưng bọn họ còn chưa kịp trả lời, Lục Vân đã dẫn đầu vào quán thịt nướng kia, Thẩm Kim Hoa phản ứng trước, liếc nhìn Dương Chấn Nham, cười nhạo nói, ồ, tỉnh trưởng thật tuyệt, ăn thịt nướng ven đường thì vẫn không đủ, đừng trách tôi không khách khí. Nói xong, ông ta nhanh chóng bước đi, đi theo Lục Vân vào nhà hàng thịt nướng. Thẩm Kim Hoa, ông nói rõ ràng cho tôi, ai không khách khí. Dương Chấn Nham nổi giận. Kể từ khi trở thành tỉnh trưởng, ông ta luôn gần dân, yêu dân, không hề có chuyện khoa trương, nên nghe Thẩm Kim Hoa nói như vậy làm ông ta rất tức giận. Lúc đi vào quán, ông A còn trực tiếp kêu chủ tiệm gọi 3 thùng bia, chuẩn bị dạy cho Thẩm Kim Hoa một bài học. Chủ tiệm đồ nướng là một người đàn ông trung niên chất phác, xếp 3 người họ vào một chiếc bàn tròn ngoài trời, niềm nở chào hỏi. Sau vài chai bia, Thẩm Kim Hoa đột nhiên xúc động nói, Lão Dương, kể từ khi chúng ta tốt nghiệp đại học đến giờ, đã bao lâu rồi chúng ta không có một bữa tiệc nướng ngoài trời như vậy, tôi thực sự rất nhớ nó. Dương Chấn Nham cũng vậy đầy cảm động, đồng ý nói, đúng vậy, chúng ta nên cảm ơn Lục tiên sinh vì đề nghị này, nó gợi cho chúng ta rất nhiều kỷ niệm đẹp, tôi còn nhớ lúc nói chuyện với học tỷ, nơi tôi đến nhiều nhất chính là quán thịt nướng ven đường như thế này. Thẩm Kim Hoa tức giận nói, còn dám nhắc tới học tỷ nữa, tôi sẽ không để ông yên. Được rồi, không nói đến học tỷ, không nói đến học tỷ nữa, nói một chút về con bò nhà tôi nuôi khi tôi còn nhỏ đi, em Lục, để tôi kể cho cậu nghe, con bò nhà tôi ngày xưa vừa mập vừa đẹp. Sau khi hai người uống một hơi liền bắt đầu nói nhảm, họ không còn gọi thần y Lục nữa, mà trực tiếp gọi hẳn là em Lục, suýt chút nữa đã lôi hẳn ra kết bái huynh đệ. Lục Vân không nói nên lời, với tử lượng như vậy, làm thế nào mà hai người các ông có được vị trí như ngày hôm nay vậy? Bang! Ba người bọn họ đang trò chuyện vui vẻ, bỗng nhiên nghe thấy bàn bên cạnh truyền đến một trận âm thanh ồn ào, sau đó liền thấy mấy thanh niên nhuộm tóc sặc sỡ đứng lên, ngạo. Nghĩa nói với chủ quán, ý của ông là sao, .ansm chúng tôi chỉ ăn vài xiên thịt nhỏ của ông mà thôi, mà ông dám tính tiền chúng tôi đến 400 tệ, hắc điếm à? Trên bàn của bọn họ, có rất nhiều xiên thịt, trên mặt đất còn có đủ loại chai rượu bia chất đống, hiển nhiên là đã uống rất nhiều. Chủ tiệm cười nói, các huynh đệ đừng tức giận, chúng ta đều là làm ăn chân chính, bàn của mấy người tổng cộng hết 423 tệ, tôi đã giúp cậu bớt vài con số không? Đây là hóa đơn, cậu có thể xem qua. Ai nói muốn xem hóa đơn của ông? Tôi chỉ có 100 tệ, ông có muốn hay không? Một thanh niên tóc xanh cầm lấy hóa đơn của chủ tiệm lập tức xé thành từng mảnh vứt vào thùng rác, quay lại. Liền ném 100 tệ xuống đất, chuẩn bị rời đi cùng một vài người anh em. Chủ tiệm vội vàng đuổi theo ngăn cản bọn họ, nói các người không thể làm như vậy, tôi chỉ làm ăn buôn bán nhỏ, còn cần tiền cho con gái học đại học nữa, các người không được bắt nạt tôi như vậy. Đừng nói nhảm nữa, mày có biết tao là ai không? Còn nói nhảm nữa, có tin tao đánh mày một trận hay không? Thanh niên tóc xanh thô lỗ đẩy chủ tiệm ra, nhưng dùng quá nhiều lực, chủ quán loạng choạng, suýt đập đầu vào thành bàn. Chủ tiệm lập tức sợ hãi. Lại đột nhiên nhìn thấy phía sau xuất hiện một bóng người, đỡ lấy ông ta. Cảm ơn cậu em, chủ cửa hàng cảm ơn Lục Vân. Mà những thanh niên kiêu ngạo kia liếc nhìn Lục Vân một cái, sau đó chuẩn bị rời đi, hiển nhiên không định trả tiền. Tôi đã để các cậu đi chưa? Lục Vân đột nhiên nói. Mấy thanh niên kiêu ngạo đột nhiên dừng bước lại, đặc biệt là thanh niên tóc xanh, trên mặt tràn ngập vẻ khinh thường nhìn Lục Vân, nói cái gì? Mày từ nơi nào tới, còn dám bảo tao dừng lại. Mau xin lỗi. Lục Vân cũng không nhiều lời, chỉ chủ tiệm, vẻ mặt lạnh lùng nhìn thanh niên tóc xanh. Thanh niên tóc xanh sửng sốt một chút, mày nói cái gì? Xin lỗi, Lục Vân tiếp tục nói. Ha ha,
Các anh em, tao có nghe lầm không, thằng nhãi này lại muốn tao xin lỗi kìa. Thanh niên tóc xanh thái độ cực kỳ kiêu ngạo, những người khác đều cười lạnh nhìn chăm chăm Lục Vân. Xin lỗi, chết tiệt, tao nghĩ mày đã sống quá thoải mái rồi đó, mày đợi tao mở đầu chuỗi ngày sống dở chết dở của mày phải không? Thanh niên tóc xanh sắc mặt trầm xuống, đột nhiên đập nát một chai bia, chuẩn bị dạy cho Lục Vân một bài học, thế nhưng một giây sau, đã thấy thân ảnh Lục Vân lóe lên, lập tức đem đầu thanh niên tóc xanh đặt trên mặt bàn, nắm lên một cây cây thăm băng trúc đâm xuyên qua bàn tay cậu ta, đóng đỉnh trên mặt bàn. Tôi muốn cậu, xin lỗi. Bàn tay của thanh niên tóc xanh lập tức bị đóng chặt trên mặt bàn, sửng sốt một hồi, thẳng đến lúc trông thấy chất lỏng màu đỏ tươi tuôn ra mới đột nhiên phục hồi tinh thần, sau đó chính là một cảm giác đau đớn vô cùng kịch liệt. Mái khốn kiếp, dám đâm thủng tay tao, giết chết hắn ngay cho tao a. Biểu cảm trên mặt của tên thanh niên tóc xanh xen lẫn thống khổ cùng phẫn nộ, gào lên một tiếng, lập tức làm mấy thanh niên vẫn còn ngỡ ngàng bên cạnh bừng tỉnh. Bốp bốp. Bọn họ gần như đồng thời cầm chai bia lên đập vỡ, từng người một tức giận chỉ về phía Lục Vân. Để tôi xem ai dám ra tay. Nhưng ngay khi bọn chúng chuẩn bị ra tay, đột nhiên nghe thấy một tiếng quát đầy uy lực vang lên, tiếp theo là thấy Dương Chấn Nham đi về phía này, vẻ mặt uy nghiêm. Dương Chấn Nham vốn đã uống đến choáng váng, nhưng bị trận ồn ào bên này làm chấn kinh đến toát mồ hôi, rượu cồn trong cơ thể cũng tán đi không ít. Bình thường tính cách ông ta tương đối hiền hòa, nhưng lúc này tức giận lên, trên người tự nhiên tỏa ra cảm giác uy nghiêm áp người. Mấy thanh niên đầu tóc sặc sỡ kia rõ ràng đã bị dọa sợ, tay cầm chai bia cũng không dám nhúc nhích. Tóc xanh cả giận nói, đám nhát gan này, còn thất thần làm gì, mau ra tay đi. Cậu của tao là trưởng đồn cảnh sát, xảy ra chuyện ông ấy cũng sẽ giúp chúng ta giải quyết, các người sợ cái quái gì nữa. Hừ, trưởng đồn cảnh sát, thật là oai phong ha. Cậu lập tức gọi điện thoại cho người cậu đó tới đây, tôi cũng muốn nhìn thử xem ông ta có thể chịu trách nhiệm giúp các cậu như thế nào. Dương Chấn Nham tức giận vô cùng, chỉ là trưởng đồn cảnh sát nho nhỏ lại dám cả gan làm loạn, dung túng ra một đứa cháu trai ngang ngược như thế. Còn coi Vương Pháp ra gì hay không hả? Mấy thanh niên kia thấy Dương Chấn Nham tức giận như vậy, đến trưởng đồn cảnh sát còn không sợ, thì trong nội tâm bọn chúng càng thêm sợ hãi, nằm chặt vỏ chai bia trong tay. Chậm chạp không dám ra tay, làm tên tóc xanh tức giận mắng bọn chúng nhát gan. Chuyện này cũng không có thể trách bọn họ, nhìn bọn họ ngang tàng, nhưng thật ra chỉ có mình tóc xanh là có đủ gan. Trước kia bọn chúng đi theo tóc xanh ăn uống miễn phí, chỉ cần tóc xanh vừa nhắc tới người cậu là trưởng đồn cảnh sát kia. Người bị bọn chúng ức hiếp liền sợ hãi rồi, nào có ai như Dương Chấn Nham, không chỉ có không kinh sợ, mà còn bảo tóc xanh gọi điện thoại kêu người cậu đó tới đây. Không lẽ ông ấy cũng là đại nhân vật nào đó? Hơn nữa còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, hình như thân thủ của người thanh niên vừa dùng tăm tre đâm thủng tay đại cạ bọn chúng cũng không tồi đâu, vừa rồi bọn chúng còn chưa kịp nhìn rõ hẳn ra tay như thế nào đâu. Bởi vậy, bọn chúng căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cả đám nhát cái, bình thường ăn nhờ ở đậu tao thì một tiếng đại ca, hai tiếng cũng đại ca, giờ gặp phải chuyện mới biết cả đám đều là thùng cơm. Mái y. Tóc xanh vô cùng phẫn nộ, lúc này dùng cái không bị đâm móc điện thoại từ trong túi ra, bấm gọi cho một số điện thoại. Cậu mau tới cứu cháu, có một đứa khốn kiếp dám đâm thủng tay cháu rồi, bây giờ cháu còn đang đổ máu đây, a. À. Con mẹ nó, tên khốn kiếp nào dám đụng đến cháu trai của Trương Mặc, con chưa báo tên cậu ra cho hẳn biết à. Quả nhiên Trương Mặc là cá mè một lứa với tên tóc xanh này, vừa mở miệng ra là lời thô tục. Tóc xanh nói ra, con đã nói rõ thân phận của cậu cho bọn chúng nghe rồi, thế nhưng bọn chúng không tin, còn bảo con gọi điện thoại kêu cậu đến đây, cậu mau tới đi, con đang ở quán đồ nướng Lão Lưu ngay khu trực thuộc của cậu này, cậu còn chậm lát nữa là tay của con bị phế đi luôn đấy. Y ngắn, con chờ đó, cậu lập tức dẫn người qua, cậu cũng muốn nhìn xem là tên chó má nào dám xúc phạm người có quyền thế ở chỗ của cậu. Cuộc điện thoại này vừa kết nối, tóc xanh đã cố ý mở loa ngoài. Hơn nữa còn chỉnh âm lượng đến mức lớn nhất, mục đích làm cho tên nhãi dám đâm tay của cậu ta thấy sợ hãi. Nhưng mà, vẻ mặt của Lục Vân vẫn hờ hững, thậm chí còn xoay cái tăm tre kia một vòng, làm tên tóc xanh kia đau đớn mà gào khóc. Chủ tiệm lo lắng nói, chú em này, cảm ơn cậu đã ra tay. Giúp đỡ, nhưng chúng ta không đấu lại bọn họ đâu, nếu không để tôi bồi thường ít tiền, dẫn xếp chuyện này xuống đi, hai.
Ông ấy thở dài một hơi. Từ đầu ông ấy cũng không biết tên tóc xanh này là cháu trai của trưởng đồn cảnh sát, cho đến khi nghe thấy giọng nói trong điện thoại lúc nãy mới biết cậu ta không phải chỉ dọa người. Bởi vì Trương Mặc thường xuyên đến chỗ ông ăn đồ nướng nên ông ấy nhận ra giọng của Trương Mặc. Tóc xanh gào lên, bồi thường tiền. Ông nằm mơ đi, hôm nay ông đây phải cho tên khốn này vào cục cảnh sát, cho hẳn mở mang mắt. À, Lục Vân lại cầm lên một cây tăm tre cắm vào bàn tay của cậu ta, máu tươi bốn phía, nhìn thấy mà rùng mình. Dương Chấn Nham cười lạnh nói, đúng, đây không phải là vấn đề cần bồi thường tiền. Chủ tiệm bất đắc dĩ, nghĩ thầm lá gan của hai người này cũng lớn quá rồi, trải qua trận ồn ào này, chỉ sợ quái đồ nướng của ông cũng không mở cửa nổi nữa rồi. Nhưng mà dù sao người ta cũng là vì giúp mình, chủ tiệm tự nhiên không thể trách cứ gì. Không bao lâu sau, hai chiếc xe cảnh sát mở loa ồn ào chạy tới, đậu ngay trước cửa quán, sau đó là mấy tên hùng hùng hổ hổ bước xuống, cầm đầu đúng là trưởng đồn cảnh sát Trương Mặc. Tên tóc xanh trông thấy Trương Mặc lập tức hưng phấn kêu to nói ra cậu, nhanh. Nhanh tới cứu con này, tay của con sắp không chịu nổi nữa rồi. Trương Mặc thấy bàn tay cháu trai mình đang bị đóng trên mặt bàn. Dưới đất còn tụ thành một vũng máu thì tức giận không kìm được, cầm lấy gậy cảnh sát bước nhanh về phía Lục Vân, sắc mặt âm trầm quát, tên nhóc, còn không mau thả cháu trai tao ra, mày muốn chết sao? Hừ, chỉ là một trưởng đồn cảnh sát, ai cho phép ông ra vẻ ở đây? Ngay lúc Trương Mặc chuẩn bị ra mặt cho cháu trai mình thì đột nhiên nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng hừ lạnh, Trương Mặc lập tức không vui chừng mắt liếc qua, thế nhưng ngay giây sau liền bị dọa đứng hình. Tỉnh trưởng. Làm sao Trương Mặc có thể không nhận ra Dương Chấn Nham, ngay lúc nhìn rõ ông ấy, cả người Trương Mặc bị dọa đến run rẩy, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Tỉnh trưởng, quần chúng đang vây xem xung quanh, kể cả chủ quán đồ nướng, khi nghe thấy hai từ tỉnh trưởng, cũng sửng sốt một hồi. Người đàn ông trung niên có khí thế uy nghiêm này là tỉnh trưởng. Làm sao một tỉnh trưởng lại chạy đến mấy quán ven đường như này ăn đồ nướng? Cái này cũng làm người ta khó tin quá rồi. Nhưng mà mặc kệ bọn họ có tin hay không, sự thật chính là, ngay khi Trương Mặc nhìn thấy Dương Chấn Nham thì cả người đột nhiên run rẩy như bị động kinh, xông đi lên níu lấy tóc xanh, mắng, bà ngoại mày. Hôm nay mày hại chết cậu rồi, hôm nay cậu không giết chết mày thì cậu không phải họ Trương nữa. Cuối cùng, Trương Mặc bị các bộ phận liên quan bắt đi và thanh niên phách lối như tên tóc xanh đương nhiên cũng bị bắt đi và bắt buộc cải tạo. Sau khi rời khỏi hàng đồ nướng và đi dạo, Dương Chấn Nham Nham vẫn tức giận, không ngờ chúng ta lại gặp phải chuyện máu chó như vậy. Chỉ là cháu trai của trưởng đồn cảnh sát mà cũng dám kiêu ngạo như vậy, đúng là khiến người dân phải thất vọng. Lục Vân lách đầu cười nói, không phải máu chó mà là do địa vị của Dương tỉnh trưởng quá cao nên khi ông đi kiểm tra, những gì ông nhìn thấy chỉ là những gì người bên dưới muốn ông nhìn thấy mà thôi. Có rất nhiều sự việc trên đời không chỉ máu chó mà còn máu chó hơn. Thực tế, có rất nhiều thứ ghê tởm và bẩn thỉu được che giấu dưới lớp vỏ bọc lộng lẫy. Ánh mắt của Dương Chấn Nham trở nên lạnh lùng, ông ta nói, xem ra tôi cần phải chấn chỉnh đội ngũ của mình thật tốt rồi. Xem ra bữa thịt nướng ven đường này rất đáng giá. Sau khi chia tay Dương Chấn Nham và Thẩm Kim Hoa, Lục Vân quay trở lại hướng cung văn hóa vì xe đạp của hẳn vẫn bị khóa trong một con hẻm cạnh cung văn hóa. Điều khiến Lục Vân ngạc nhiên chính là hẳn lại tình cờ gặp vợ chồng Diệp Hướng Vinh. Thật là xui xẻo. Lục Vân thầm than. Thế nhưng những gì xảy ra tiếp theo nằm ngoài dự đoán của Hàn. Khương Lam lại chủ động đi đến trước mặt Hàn và nói với vẻ mặt phức tạp. Lục Vân, tôi biết cậu chính là Vân Lộc Đại Sư và mọi thứ trong buổi đấu giá từ thiện ngày hôm nay chính là do cậu sắp xếp. Lần này, bà gọi thẳng tên của hắn. Đó là một sự thay đổi thái độ trong tiềm thức. Lục Vân giễu cợt hỏi, cho nên... Khuôn mặt xinh đẹp không hề lưu lại dấu vết thời gian của Khương Lam đông cứng lại, nói cậu làm nhiều như vậy chẳng phải là vì muốn chứng minh cho chúng tôi thấy sao. Hiện tại cậu đã chứng minh xong, vậy là đủ rồi. Bà nói đủ chưa? Sắc mặt của Lục Vân lộ vẻ kỳ quái. Khương Lam gật đầu nói, tôi thừa nhận trước đây tôi đã sai. Sau này dù cậu với Khuynh Thành có phát triển như thế nào, tôi cũng không quan tâm nữa nhưng cậu cũng đừng quá thúc ép bản thân. Tôi khuyên cậu nên suy nghĩ kỹ về việc thành lập chi nhánh của tập đoàn Khuynh Thành. Ý của bà là những chuyện tôi làm trước đó là vì muốn Diệp các người cho tôi một cơ hội. Khương Lam suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói, nếu như cậu đã nghĩ vậy thì tôi cũng nói thẳng cho cậu biết, đúng là trong lòng tôi nghĩ vậy.
Bà vô cùng quyết đoán. Lục Vân không trả lời. Không khí trầm lặng một hồi. Khương Lam vốn tưởng rằng Lục Vân nhất định sẽ cảm tạ, nhưng sau một hồi yên lặng, Lục Vân đột nhiên lắc đầu nói, Khương Lam, bà quá kiêu ngạo rồi. Cậu nói gì cơ? Đôi mắt xinh đẹp của Khương Lam đột nhiên cứng đờ. Chỉ nghe Lục Vân chậm rãi nói. Tất cả những gì tôi làm không phải là để chứng minh cho bà thấy rằng tôi có thể bước vào Diệp gia, mà là để chứng minh rằng tôi có thể cho chị Khuynh Thành tất cả những gì chị ấy muốn. Nói thật, Diệp gia trong mắt tôi chỉ giống như một hạt cát giữa sa mạc. Đối với tôi, diệt Diệp gia là chuyện dễ như trở bàn tay, chỉ là tôi không muốn ra tay mà thôi. Vì thế, Khương Lam, sau này mong bà hãy thu bớt sự kiêu ngạo lại, bởi vì bà sẽ mãi mãi không thể tưởng tượng nổi người đứng trước mặt bà là sự tồn tại như thế nào. Tuy giọng nói của Lục Vân không lớn nhưng dường như trong đó có một khí thế vô cùng mạnh mẽ. Mỗi lời nói của hắn đều khiến trong lòng Khương Lam run lên. Giờ phút này, bà như thể mất lý trí vì lời nói của Lục Vân. Một lúc lâu sau, khi Khương Lam định thần lại, bà tức giận nói, đúng là đồ kiêu ngạo, mới chỉ có một chút thành tích nho nhỏ mà cậu đã tự mãn như vậy. Bà ta yếu ớt hét sau lưng Lục Vân nhưng hẳn không thèm quay đầu lại. Diệp Hướng Vinh đứng bên cạnh Khương Lam lộ thần sắc phức tạp, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, bà à, thật sự Lục Vân chỉ đạt được một chút thành tích nho nhỏ đó thôi sao? Mới 20 tuổi, hẳn đã trở thành ngôi sao sáng trong giới hội họa và thư pháp. Không chỉ vậy, hắn còn có thể nghĩ ra công thức mặt nạ kinh người như vậy. Đây chính là thành tựu mà bất cứ nhân tài trẻ tuổi nào ở Giang Nam, hay thậm chí là cả Long Quốc không thể sánh bằng. Tất nhiên Diệp Hướng Vinh không nói ra điều này. Ông biết tính cách của vợ mình. Trong ấn tượng của bà, Lục Vân chỉ là một đứa trẻ mồ côi, cho nên dù hẳn có thể hiện được bản thân thì Khương Lam vẫn bị cơn giận che mắt. Tâm trạng của Lục Vân khá tốt. Vừa nãy khi Khương Lam nói chuyện với hắn, hắn có thể cảm nhận rõ trong lòng bà có chút hối hận nhưng lại không muốn nói xin lỗi với hắn. Ha ha! Vậy thì đợi xem, tôi sẽ phá vỡ phòng ngự tâm lý của bà từng chút một để xem người phụ nữ xinh đẹp nhất Giang Nam có thể ngạo mạn trước mặt tôi được bao lâu. Lục Vân đến con hẻm với tâm trạng vui vẻ, sẵn sàng cưỡi con xe cổ trở lại Giang Thành, nhưng giây tiếp theo, mặt hắn tối sầm lại. Chiếc xe đạp đã bị trộm. Hẳn nhìn thấy chiếc khóa vốn để khóa xe nằm chỏng chưa đầy đáng thương trong góc ngõ. Tên trộm xe chết tiệt. Lục Vân chửi rủa, hắn vội huy động tâm trí và nhanh chóng tìm ra được vị trí của chiếc xe đạp. Hẳn mừng thầm vì mình đã đề phòng trước, hắn đã khắc một câu thần chú vào bên trong thanh sắt của chiếc xe. Một lúc sau, trên đường đến tiệm sửa xe gần đó, hẳn thấy một người đàn ông đầu bù xù đang vui vẻ đạp xe, miệng lẩm bẩm. Không thể kiếm được việc làm, công việc làm ăn cũng không thuận lợi, chỉ có thể dựa vào việc trộm cắp để duy trì sự sống. À, cậu là người hay ma vậy? Ông ta kinh ngạc nhìn người thanh niên đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Lục Vân vô cùng bực bội, tát ông ta một cái và nói, ông lấy trộm xe đạp của tôi mà lại còn hỏi tôi có phải ma không? Sau khi đánh tên trộm một trận thừa sống thiếu chết, Lục Vân nhìn chiếc yên xe đạp bị bẩn và lâm vào trầm tư. Cuối cùng, hắn cắn răng và đưa ra một quyết định trọng đại. Hắn sẽ gỡ chiếc yên xe ra và thay cái mới. Đồng thời, hắn sẽ mua một chiếc khóa chữ U mới. Khi đến cửa hàng sửa xe đạp, sau khi giải thích một hồi với chủ cửa hàng, Lục Vân đứng đợi bên đường một lúc. Chợt hắn nghe thấy một giọng nói, xin hỏi, cậu có phải là Lục Vân không? Lục Vân quay đầu lại và nhìn thanh niên mặc Âu phục không lớn hơn hắn mấy tuổi với vẻ nghi ngờ, tôi là Lục Vân, còn anh là? Hóa ra cậu đúng là Lục Vân thật, tôi là Triệu Lôi, anh không nhớ tôi sao? Chúng ta sống ở cùng một cô nhi viện với nhau. Chàng trai trẻ tên là Triệu Lôi này vô cùng vui mừng sau khi nghe Lục Vân nói. Triệu Lôi. Hắn có một chút ấn tượng về cái tên này. Rất nhanh. Lục Vân chỉ nhớ ra rằng Triệu Lôi này thật sự ở cùng một cô nhi viện với hắn. Anh ta bằng tuổi chị Khuynh Thành và dường như có mối quan hệ rất tốt với hắn khi còn nhỏ. Trước đó, tôi từng tới thăm viện trưởng. Ông ấy có nhắc tới cậu, nói rằng cậu không hề chết trong trận hỏa hoạn đó. Vừa rồi nhìn thấy cậu quen quen nên mới tới hỏi thăm, thật không ngờ đúng là cậu thật. Vụ hỏa hoạn năm đó gây chấn động lớn. Những đứa trẻ lớn hơn một chút ở trong cô nhi viện hầu như đều biết một trong những người bạn sống cùng là Lục Vân đã chết trong đám cháy. Ấn tượng rất sâu sắc. Triệu Lôi cũng vậy, vì thế,
sau khi nghe tin Lục Vân vẫn còn sống từ viện trưởng, anh ta cũng rất sốc. Lục Vân cười nói, vận may của tôi cũng khá tốt, may mà được cứu thoát. Bạn cũ gặp lại nhau nên cũng có chút vui vẻ. Khi kể về cuộc sống hiện tại của mình, Triệu Lôi thở dài nói, mấy năm trước, tôi đã vào Hùng gia ở trên tỉnh. Tôi là con rể của nhà họ. Anh ở rể. Điều kiện của Hùng gia cũng không tệ. Năm đó bọn họ nói muốn tôi ở rể, tôi không ngần ngại mà đồng ý luôn. Nghe Triệu Lôi nói, vẻ mặt của Lục Vân khá vi diệu. Ở rể. Kết hôn với một nhà giàu có. Vì thế, Lục Vân nói vậy, chẳng phải anh là lão đại ngầm sao? Còn nếu đặt trong tiểu thuyết thì sẽ là giả heo ăn thịt hổ. Sao cậu lại nói vậy? Triệu Lôi nghi ngờ hỏi. Tôi nghe được điều đó từ một người bạn thích đọc truyện về con rể. Ha ha, xin lỗi, xem ra chúng ta không cùng tần số rồi. Triệu Lôi không để ý tới lời nói nhảm của Lục Vân mà chỉ thở dài nói, làm gì có lão đại ngâm nào. Chắc cậu không hiểu nỗi khổ của ở rể đâu, làm gì cũng phải nhìn mặt nhà vợ. Triệu Lôi giải bày nỗi khổ. Lục Vân bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với hoàn cảnh của anh ta và cho rằng tiểu thuyết quả thực là lừa dối, đọc nhiều dễ mơ mộng. Hai người trò chuyện một lúc rồi trao đổi thông tin liên lạc cho nhau. Triệu Lôi nói, Lục Vân, khi nào rảnh, tôi sẽ đãi cậu một bữa. Dù sao đã lâu rồi chúng ta mới gặp mặt nhau. Được. Lục Vân gật đầu đồng ý, sau đó re chiếc xe đạp của mình đi. Nhìn bóng lưng của Lục Vân. Triệu Lôi vô cùng xúc động, Lục Vân vẫn còn đi xe đạp sao? Mặc dù hoàn cảnh sống của mình không tốt lắm nhưng chí ít mình vẫn có thể sống trong một ngôi nhà sang trọng và lái xe hơi. Tuy không có gì phải phàn nàn nhưng... Không phải Lục Vân có người chị rất tốt tên là Diệp Khuynh Thành sao? Nghe người ta nói rằng cô ấy sẽ mở thêm chi nhánh ở tỉnh, vậy sao không chăm sóc tốt cho Lục Vân? Cho dù có vô cảm đến đâu cũng không thể để người ta đi xe đạp thế chứ. Triệu Lôi bối rối nhưng anh ta nhanh chóng lắc đầu và thầm nghĩ rằng sau nhiều năm như vậy, có lẽ bọn họ chỉ thân thiết với nhau lúc nhỏ còn khi lớn lên, hai bên xa cách cũng là chuyện bình thường. Diệp gia. Diệp Khuynh Thành đã biết tất cả những gì Lục Vân làm cho mình từ Quách Anh. Cô nở nụ cười, tiểu Lục Vân, đây có phải là bất ngờ lớn mà em chuẩn bị cho chị không? Cô đang vô cùng vui vẻ. Vì vậy khi vợ chồng Diệp Hướng Vinh quay trở lại, khuôn mặt lạnh lùng của Diệp Khuynh Thành lộ vẻ đắc ý. Nhìn xem, đây là tiểu Lục Vân của con, em ấy có năng lực hơn mọi người tưởng nhiều. Khương Lam đi thẳng vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại với vẻ giận dỗi. Diệp Hướng Vinh ngồi xuống ghế sofa, cười cay đắng nói với Diệp Hướng Vinh, Khuynh Thành, con đã biết Lục Vân chính là Vân Lộc Đại Sư chưa? Con biết từ lâu rồi. Vẻ mặt của Diệp Hướng Vinh càng chua chát, vậy tại sao con không nói cho ba mẹ biết? Ba mẹ đã cho con cơ hội nói bao giờ chưa? Lời nói của Diệp Khuynh Thành khiến Diệp Hướng Vinh im lặng, tâm trạng của ông vô cùng phức tạp. Đúng vậy. Bọn họ chưa từng cho Khuynh Thành bất cứ một cơ hội nào cả. Cứ mỗi lần nhắc đến tên Lục Vân, Khương Lam lại tỏ thái độ vô cùng ghét bỏ. Bà cho rằng hắn là một tên nhãi ngông cuồng không thể đứng lên mặt bàn. Họ chưa từng cho Diệp Khuynh Thành một cơ hội giải thích. Hơn nữa, nếu không có buổi đấu giá từ thiện hôm nay thì cho dù Diệp Khuynh Thành có nói Lục Vân là Vân Lộc Đại Sư thì bọn họ cũng chỉ chế giễu và hoàn toàn không hề tin. Nhìn thấy vẻ mặt hối hận của Diệp Hướng Vinh, Diệp Khuynh Thành càng thêm tự hào, còn cũng có thể nói thêm với ba rằng tiểu Lục Vân không chỉ là Vân Lộc Đại Sư mà em ấy còn là thầy của Dư Hồng Văn, một bậc thầy về trung y. Vòng tròn cuộc sống của con không tệ như ba nghĩ đâu. Ầm ầm. Đối với Diệp Hướng Vinh mà nói, câu nói này giống như quả bom nổ bùm một phát, ý con là. Vị thần y gây chấn động ở Giang Thành khoảng thời gian vừa rồi chính là Lục Vân ư. Đúng vậy. Diệp Khuynh Thành gật đầu. Sao có thể? Trên mặt Diệp Hướng Vinh tràn ngập vẻ kinh ngạc, mất một hồi lâu vẫn chưa định thần lại được. Hóa ra ngay từ đầu bọn họ đã sai. Chỉ có thể trách rằng khi bọn họ nghe tin con gái mình còn sống. Bọn họ vui mừng khôn xiết nhưng lại không hề nghĩ tới việc điều tra những người xung quanh Diệp Khuynh Thành. Trên thực tế, chỉ cần bọn họ chịu để ý một chút thì sẽ không khó để phát hiện ra Lục Vân chính là vị thần y của Giang Thành. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 9.